Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, Tô Thương. Tập 48. Quên đi, nghĩ nhiều cũng vô ích, mình phải cố gắng đột phá càng sớm càng tốt, chỉ có như vậy, tỷ lệ thành công mới có thể tăng lên. Tô Thương hạ quyết tâm. Thiếu gia. Đúng lúc này, Tây Môn Phong Vân đã thu thập xong vật tư quay trở lại. Xuất hiện cùng với ông ta còn có Tô Thanh Y, Tô Chiến Long, Tô Bất Phàm, cùng với Tô Phủ Dung. Mọi thứ cậu yêu cầu đều nằm trong chiếc vòng lưu trữ này. Sau khi chào hỏi Tô Thương, Tây Môn Phong Vân đưa ra một cái vòng lưu trữ, sau đó nói, năm đó trước khi Côn Luân đại biến, tôi đã giấu tài nguyên tu luyện sư tôn lấy được như đá năng lượng, dược liệu ngàn năm, đan dược thượng cổ. Đại loại như vậy, giấu ở một nơi rất bí mật, không ai có thể tìm thấy ngoài tôi. Những năm gần đây, bốn sư huynh đệ chúng tôi tu luyện đã tiêu hao một phần. Hiện tại vẫn còn khoảng 200.000 viên đá năng lượng, 300 lão dược, và mấy chục bình đan dược. Tây Môn Phong Vân cung kính nói, thiếu gia, hiện tại mấy thứ này, toàn bộ giao cho cậu, hy vọng có thể giúp được cậu. 200.000 viên đá năng lượng, 300 cây lão dược ngàn năm, mấy chục bình đan dược thượng cổ. Hai mắt Tô Thương đột nhiên sáng lên, với những tài nguyên này, cộng thêm đá Hồng Vân, cùng hai viên tinh thạch Thái Sơn. Hoàn toàn có thể chống đỡ cho mình đặt chân đến kết đan, thậm chí có cơ hội đánh sâu vào Nguyên Anh. Ít nhất, cũng không cần phải lo lắng về tài nguyên trước khi đặt chân đến Nguyên Anh. Nhưng Tô Thương không muốn nhận hết, mà nói Tây Môn Phong Vân, quá nhiều, ông lấy đi một phần, chia cho mấy người Tô Thanh Y đi. Thiếu gia, cậu không cần khách khí, mảnh vỡ của tháp hư không chỉ có thể cho phép chúng ta đặt chân đến kết đan đỉnh phong, tôi đã không cần dùng đến mấy thứ này nữa. Tây Môn Phong Vân cười nói, Thanh Y bọn họ, mỗi người đều giữ lại một ít, có thể chống đỡ cho bọn họ thăng cấp đến kết đan đỉnh phong, vòng lưu trữ này cậu nhận lấy hết là được. Vậy được rồi. Nghe vậy, Tô Thương cũng không tỏ ra khách sáo nữa, bàn tay vung lên, vòng lưu trữ trong tay Tây Môn Phong Vân xuất hiện trong tay anh. Sau khi cẩn thận quan sát dược liệu trong vòng lưu trữ, Tô Thương nở nụ cười. Ha ha, không tồi, những lão dược này. Hoàn toàn có thể luyện chế phá chân đan. Hôm qua, Tô Thương đã đồng ý với môn chủ Vương Trọng Vân của Thiên Cơ Môn sẽ luyện chế một ít đan dược, giúp bọn họ đột phá đến cảnh giới võ tôn. Lão dược trong vòng lưu trữ vừa vặn có thể luyện chế, có lẽ đây là ý trời. Bởi vậy, Tô Thương tính toán luyện chế 20 viên, đưa cho Vương Trọng Vân, để Vương Trọng Vân thay mình phân phối. Rốt cuộc hiện tại mình là minh chủ võ lâm. Tóm lại phải làm một ít việc tạo phúc cho giới luyện võ. Tây Môn Phong Vân. Nghĩ đến đây, Tô Thương liền nhìn về phía Tây Môn Phong Vân, phân phó nói, bây giờ tôi cần ông làm hai việc cho tôi, sau đó ông lại đi tìm ông cố của tôi. Được thiếu gia, mời cậu nói. Tây Môn Phong Vân cung kính đồng ý. Chuyện thứ nhất, tôi muốn ông đi một chuyến đến núi Ba, tôi nghe nói dưới núi Ba có mảnh vỡ của tháp hư không, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Tầng thứ 5 của tháp hư không ở núi Ba. Tô Thương nói, ông đi thay tôi một chuyến, lấy lại tầng thứ 5 của tháp hư không, miễn cho cành mẹ đẻ cành con. Vâng. Về phần việc thứ hai, tôi sẽ luyện chế một ít đan dược, ông giúp tôi đưa cho lão môn chủ của Thiên Cơ Môn. Tô Thương hờ hững nói, tôi còn chưa luyện chế đan dược, chờ ông trở về từ núi Ba, hẳn là cũng gần xong, bây giờ ông đi đi, vất vả cho ông rồi. Vâng. Không vất vả, thiếu gia, cáo từ. Tây Môn Phong Vân cung kính nhận lệnh, ngay sau đó bóng dáng lập lòe, rời khỏi Côn Luân, đi thẳng đến núi Ba. Việc trên núi Côn Luân, xử lý như thế nào, người nên giết đều đã giết sao? Lúc này, Tô Thương nhìn về phía bốn người Tô Thanh Y, hỏi. Mọi việc đã được xử lý ổn thỏa, hiện giờ trên núi Côn Luân, toàn bộ đều là người đáng tin cậy, còn có không ít người từng là hạ nhân của nhà họ Tô trước đây. Tuyệt đối đáng tin cậy. Tô Thanh Y trả lời. Vậy là tốt rồi. Tô Thương gật gật đầu, sau đó khóe miệng nhếch lên nói, một khi đã như vậy, tôi có thể bố trí La Thiên Hỏa Lò Trận, bao trùm toàn bộ Côn Luân. La Thiên Hỏa Lò Trận. Đây là một tòa trận pháp cả công lẫn thủ, cực kỳ cường đại, với cảnh giới của Tô Thương bây giờ, vừa vặn có thể dễ dàng bố trí ra. Một khi trận pháp mở ra, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Nếu những thứ bảo vệ mắt trận là những đồ vật mạnh mẽ, thì với thực lực của Tô Thương bây giờ đang ở cảnh giới trúc cơ bố trí ra,
nếu không phải người tu chân cảnh giới Nguyên Anh, thì cũng đừng mong có ai phá vỡ phòng ngự của La Thiên Hỏa Lò Trận. Tất nhiên, lực phòng ngự cũng chỉ là một phần. La Thiên Hỏa Lò Trận quan trọng nhất chính là hai chữ hỏa lò. Nếu có kẻ thù xâm phạm, La Thiên Hỏa Lò Trận sẽ tự động khởi động hình thức tấn công, chỉ cần có người ngoài chưa được phép thông qua theo điều kiện bắt buộc của nó, mà miễn cưỡng đặt chân vào trận pháp, ngay lập tức sẽ bị lửa đốt cháy. Còn về cường độ tấn công của ngọn lửa, giống như cường độ của phòng ngự, có quan hệ mạnh yếu với thứ đồ làm ra mắt trận. Tô Thương định lấy tháp hư không ra, trấn thủ La Thiên Hỏa Lò Trận, bảo vệ toàn bộ núi Côn Luân. Tất cả những vật trong tay mà Tô Thương có, cũng chỉ có tháp hư không mới có thể làm đến bước này. Vốn dĩ, đá Hồng Vân là một lựa chọn tốt. Nhưng dù sao thì sức mạnh của đá Hồng Vân cũng có hạn, đáng tiếc là chỉ bảo vệ được một vùng nhỏ, không có khả năng tản ra khắp núi Côn Luân. Nhưng tháp hư không lại khác, cho dù tháp hư không bây giờ chỉ có 3 tầng, nhưng uy thế lại không gì sánh kịp. Lúc trước, sở dĩ Tô Thương không dám coi thường tam đại cổ tộc, mà để cho đám người Tô Thanh Y xử lý chuyện ở Côn Luân, là vì đã tính toán trước rồi, bản thân mình phải bố trí La Thiên Hỏa Lò Trận. Anh biết, chỉ cần khởi động La Thiên Hỏa Lò Trận, thì Côn Luân chính là nơi an toàn nhất. Dù là người mạnh mẽ nhất của tam đại cổ tộc, và 4 tên cao thủ ngoại vực cùng nhau tiến lên, cũng không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho La Thiên Hỏa Lò Trận. Với phong cách của Huyền Thiên Tiên Đế mà nói, nếu không có niềm tin tuyệt đối thì anh chắc chắn không khua chiêng múa chống khiêu khích tam đại cổ tộc. Có điều, Tô Thương ngay từ đầu cũng không biết, nơi cột ánh sáng bảo vệ đại trận đó, cũng có năng lượng của người bảo vệ, có điều, cái này cũng không ảnh hưởng đến chuyện anh bố trí La Thiên Hỏa Lò Trận. Dù sao bên trong núi Côn Luân có rất nhiều người, chỉ có một mình Tô Thương có thể đi vào trụ ánh sáng trong vòng 3 mét, nhận được sự che chở của đại trận thiên nhiên. Những người khác, thì không có năng lực như thế, La Thiên Hỏa Lò Trận vẫn phải bố trí ra. La Thiên Hỏa Lò Trận. Tô Thanh Y bên ngoài cột ánh sáng nghe vậy, nhất thời lộ ra một nụ cười mờ mịt, mặt mũi đầy nghi ngờ nói, tiểu thiếu gia, đó là trận pháp gì vậy? Một loại đại trận cả công lần thủ, chỉ cần bố trí ra, người tu chân cảnh giới Nguyên Anh trở xuống, không có cách nào tiến vào được núi Côn Luân. Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, trả lời, như vậy, núi Côn Luân sẽ được an toàn, bây giờ tôi sẽ ra tay bố trí nó. Nguyên Anh trở xuống, không thể nào tiến vào. Tô Thanh Y nghe nói như thế, còn chưa kịp mở miệng, Tô Chiến Long dáng người cao to bên cạnh liền kích động nói, con mẹ nó, tiểu thiếu gia, vẫn là cậu lợi hại nha, vậy mà hiểu được loại trận pháp cường đại thế này. Tiểu thiếu gia vẫn nên bố trí sớm thì hơn, nếu không thì tuyệt đối không thể để chúng ra tay dọn dẹp Côn Luân được, dù sao thì tổng hợp thực lực của chúng ta bây giờ, còn không bằng những cao thủ ngoại vực cổ tộc đó nữa. Tô Bất Phàm nhìn Tô Thương bên trong cột ánh sáng, khâm phục nói, tiểu thiếu gia nhìn xa trông rộng, trong lòng tự khắc có tầm nhìn của riêng mình, thật có phong thái của sư tôn. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Tô Thanh Y phản ứng lại, khuôn mặt không vui mà nói, hai người, có thể đừng nói vậy được không? Những lời hay ho thì hai người đều đã nói hết, thế em còn nói cái cọng lông gì được nữa? Ha ha ha, nhị sư huynh, anh có thể tổng kết một chút, nói lại lời của hai người họ thêm một lần nữa mà. Tô Phù Dung cười nói, dù sao những lời hay thì nghe mãi vẫn không chán, còn em, không muốn khen nhiều, em tiếp xúc với tiểu thiếu gia nhiều nhất, tiểu thiếu gia lúc nhỏ, đều là em. Dì Phù, Tô Thương thấy Tô Phù Dung lại muốn làm anh nhớ lại những chuyện trước kia, liền vội vàng ngắt lời, cười khổ nói, chuyện còn lúc bé, đừng nhắc lại nữa, không cần nói nhảm nhiều lời làm gì, tôi muốn bắt đầu bố trí La Thiên Hỏa Lò Trận rồi. Nói xong, Tô Thương ngồi khoanh chân, hai mắt khép hờ, 10 ngón tay liền liên tục bấm huyệt, từng đường hoa văn thần bí phức tạp, từ từ hiện ra. Mấy người Tô Thanh Y thấy vậy, cũng không nói nhiều nữa, mà đứng một bên nhìn chăm chú Tô Thương. Chấm chấm chấm. Cứ như vậy, chớp mắt đã 10 ngày trôi qua. Trong 10 ngày này, Tô Thương vẫn luôn bố trí La Thiên Hỏa Lò Trận, từ đầu đến cuối vẫn không nhúc nhích. Bốn phía trụ ánh sáng, chứa đầy những ký hiệu, tản ra kim quang vàng rực, uy thế lại không thể khinh thường. Sắp được rồi. Đêm nay chính là thời khắc Đại Lộ La Điền được sinh ra ở trái đất. Tô Thương thầm nghĩ trong lòng, lập tức tăng tốc lên, hai tay không ngừng bấm huyệt.
Từ lúc giới luyện võ biến đổi tới nay, đã qua 11 ngày rồi, trong thời gian này, giới luyện võ phát sinh những biến hóa cực lớn. Trước khi giới luyện võ biến đổi, thực lực mạnh nhất chính là võ thần lục địa, mà số lượng cũng không nhiều. Nhưng đây chỉ là vẻ bề ngoài, kỳ thật, rất nhiều lão già của nhiều tông phái, cũng không xuất hiện ra ngoài. Bọn họ sớm đã biết được tin, năm Nhâm Dần, chính là năm con hổ sẽ thay đổi giới luyện võ trên trái đất. Vì thế, những người này vì kéo dài tuổi thọ, nên đã đi tìm những danh lam thắng cảnh, rồi thu gom rất nhiều dược tài, ở ẩn không ra, chính là chờ đợi thời cơ vàng son mở ra khi giới luyện võ biến đổi. Cuối cùng, giới luyện võ biến đổi thành công, những lão già này tất nhiên cảm giác được, nên ồn ào lựa chọn bước ra ngoài, trực tiếp đặt chân đến cảnh giới võ tôn. Trong đó, đáng nhắc đến chính là một trong ba thế lực lớn đỉnh phong của giới luyện võ, Lao Sơn. Sơn chủ Lao Sơn, tự xưng là lão già Lao Sơn. Lúc trước ông ta đi đến võ đang, định thách thức với ngọn núi nổi tiếng, khiêu chiến môn chủ Vương Trọng Vân, thiên cơ môn võ đang, cướp đi danh xưng thiên hạ đệ nhất võ đang. Thách thức chiến đấu với ngọn núi nổi tiếng, vốn định cử hành sau đại hội võ thuật trăm tông phái. Nhưng lần này đại hội võ thuật trăm tông phái, có liên quan đến biến đổi giới luyện võ, bây giờ giới luyện võ trở mình thay đổi. Các đại thế lực cũng đều bận rộn trở về tông phái, đột phá cảnh giới, làm cho kế hoạch khiêu chiến với ngọn núi nổi tiếng liền bị tiêu tan. Tính mạng của lão già ở Lao Sơn, cũng đến đoạn cuối cùng rồi, ông ta cũng phải nhanh chóng đột phá đến cảnh giới võ tôn, kéo dài tuổi thọ, vì thế không làm gì nhiều khác. Sau khi trở về vùng đất giữa núi và biển, ông già Lao Sơn bế quan mấy ngày, cuối cùng đã đột phá đến cảnh giới võ tôn. Vốn dĩ ông ta cũng là võ thần lục địa đỉnh phong, cũng giống như dì Phù, đã ở cảnh giới này rất nhiều năm rồi. Vì thế, trải qua quá trình tích lũy lâu dài, ông lão ở Lao Sơn đã một bước đặt chân đến võ tôn đỉnh phong, có thể so với cảnh giới kết đan đỉnh phong. Một bên khác, Vương Trọng Vân cũng đang bế quan, nhưng từ đầu đến cuối không đột phá được, ông ấy nghe được tin lão già ở Lao Sơn đã đặt chân đến cảnh giới võ tôn đỉnh phong, trong lòng vô cùng lo lắng. Điều này cũng không trách được ông ấy. Lão già ở Lao Sơn và Vương Trọng Vân lại không cùng một thời, ông ta chỉ so với sư tổ Vương Dương Minh của Vương Trọng Vân nhỏ hơn một thế hệ, vì thế có thể thấy được số tuổi của lão già ở Lao Sơn. Ông ta có thể đặt chân đến võ tôn đỉnh phong, cũng không phải là do may mắn, mà chính là vô số năm tích lũy ở cảnh giới võ thần lục địa đỉnh phong. Tô thiếu gia, cậu đi đâu rồi, lúc trước đồng ý chuyện điều chế đan dược cho chúng tôi. Còn giữ lời không? Vương Trọng Vân khoanh chân ngồi tại mật thất, nhịn không được mà thở dài một hơi, nửa năm sau, trái đất sẽ biến đổi lớn, không biết những lão già kia có thể trưởng thành đến mức nào, nửa năm sau có thể có năng lực chống lại được những cường địch ở ngoại vực kia hay không? Chấm chấm chấm. Giờ phút này, núi Cửu Phong, phía nam tỉnh An Huy. Hai bóng người đứng trên ngọn núi cao nhất, cúi nhìn xuống dưới, biểu lộ cực kỳ phức tạp. Hai người này, đều là lão già râu tóc bạc trắng, một ông lão và một bà lão. Trong đó, ông lão kia chính là ông nội của Thiên Sơn Tuyết, cao thủ thứ hai của núi Cửu Phong, dựa vào người vợ nổi danh của mình, Thiên Niên Sát. Bà lão bên cạnh, chống gậy, khuôn mặt cực kỳ hiền lành hòa nhã, trước đó cũng chưa từng xuất hiện. Con bé Tuyết Nhi, cuối cùng vẫn phải làm đến bước này, ai ya, đệ nhất mỹ nhân, thật đáng buồn đáng tiếc. Bà lão chống gậy nhìn vào chín ngọn núi, thở dài một hơi thật sâu. Ai ya! Thiên Niên Sát cũng thở dài một hơi, tự lẩm bẩm, trên đời, người ta chỉ biết thần tông trời sinh Lan Diệu Y, lại không ai biết, Tuyết Nhi chính là trời sinh bất phàm. Khi mới bắt đầu xuất hiện, con bé đã hút hết tinh khí của núi Cửu Phong, linh hồn lại hòa vào một thể với núi Cửu Phong, con bé chính là núi Cửu Phong chính là con bé. Thiên Niên Sát nói tiếp. Cũng vì thế, cả đời Tuyết Nhi đã cố định rồi, giờ này ngày này, con bé chỉ có thể làm đến bước này, mới có thể bảo vệ được núi Cửu Phong trong thời gian nửa năm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vợ à, em không cần lo lắng, anh từng gặp lão môn chủ Thiên Cơ Môn, ông ấy lén nhìn thiên cơ, nguy nan của núi Cửu Phong, sẽ được hậu nhân nhà họ Tô xóa bỏ. Thiên Niên Sát nhìn về phía bà lão bên cạnh an ủi, chờ tiếp đi. Rất nhanh thôi, hậu nhân nhà họ Tô sẽ xuất hiện, tự tay diệt trừ cái thứ đó ở dưới núi Cửu Phong,
đến lúc đó, Tuyết Nhi có thể tỉnh lại thôi. Vợ. Đúng vậy, người bên cạnh Thiên Niên Sát, cũng là vợ của ông, Ngô Thanh Ảnh, đã từng là đệ nhất ở cảnh giới võ thần lục địa. Trước đó ở núi Võ Đang, Tây Môn Phong Vân từng nói, trong giới luyện võ, người làm ông ta kiêng kỵ, chỉ có Ngô Thanh Ảnh. Ngô Thanh Ảnh cường đại, kinh hoàng toàn bộ giới luyện võ. Trước khi Tô Vô Kỵ đột nhiên xuất hiện, thì Ngô Thanh Ảnh là hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu người luyện võ đệ nhất, chèn ép cả một thời đại. Chỉ có điều, Tô Vô Kỵ quật khởi mạnh mẽ, mở ra thời đại thuộc về ông ấy, vì thế tên Ngô Thanh Ảnh liền dần dần xuống dốc. Chính Ngô Thanh Ảnh cũng lựa chọn chờ ở núi Cửu Phong, bế quan không ra, từ chối tham dự chuyện của thế giới bên ngoài. Năm đó thập đại cổ tộc sai khiến giới luyện võ, đông đảo thế lực đều không thể may mắn thoát khỏi bọn họ, nhưng chỉ có núi Cửu Phong, lại không có bất kỳ cổ tộc nào đặt chân đến. Đơn giản là vì bên trong núi Cửu Phong có một người rất mạnh, tên là Ngô Thanh Ảnh, vì thế có thể thấy được Ngô Thanh Ảnh cường đại đến thế nào. Chỉ có điều, 5 năm trước, Thiên Sơn Tuyết khó khăn, Ngô Thanh Ảnh đã dùng thể hồ quán đỉnh, đem phần lớn sức mạnh của mình, chuyển cho Tô Du Du và Tô Tinh Hà. Mặc dù bảo vệ được cháu mình và Thiên Sơn Tuyết, nhưng chính bà ấy lại bị rớt cảnh giới xuống, gần như trở thành lão già bình thường. Vì để giảm bớt phiền toái không cần thiết, mà Ngô Thanh Ảnh mới để Thiên Niên Sát công bố với bên ngoài, nói mình đã chết rồi. Nhưng trên thực tế, Ngô Thanh Ảnh vẫn còn sống, đồng thời sau khi giới luyện võ biến đổi, bà ấy lại một bước lên trời, khí tức như vực sâu biển lớn, thâm sâu khó lường. Bây giờ, Ngô Thanh Ảnh chống gậy đứng trên ngọn núi, giống như hòa vào thiên nhiên giữa trời đất, không ai biết rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới gì. Ngay cả Thiên Niên Sát đã đạt đến cảnh giới võ tôn, nhưng khi ở trước mặt bà ấy, cũng cảm giác mình như sâu kiến nhỏ mà thôi. Còn về Thiên Sơn Tuyết, khoảng 10 ngày trước, cô ấy từ núi Võ Đang trở về núi Cửu Phong, cùng ngày đó liền lâm vào tình trạng ngủ say. Bởi vì thứ dưới núi Cửu Phong, do giới luyện võ đang được mở ra biến đổi nên càng thêm nóng nảy. Núi Cửu Phong đã không chịu nổi gánh nặng, bất kỳ lúc nào cũng có khả năng chìm vào lòng đất. Núi Cửu Phong chịu ảnh hưởng rất lớn, một khi núi Cửu Phong bị chìm xuống, biển hồ sẽ tàn phá khắp nơi. Còn những cái thứ dưới kia, nếu không có núi Cửu Phong trấn áp, chắc chắn sẽ sinh ra, đến lúc đó toàn bộ phía nam tỉnh An Huy đều sẽ gặp phải tai ương. Thiên Sơn Tuyết vì cứu núi Cửu Phong, vì phía nam tỉnh An Huy, không chút do dự mà lựa chọn hy sinh chính mình, lấy linh hồn nhập vào núi Cửu Phong, tăng cường uy thế cho núi Cửu Phong, tiếp tục trấn áp thứ dưới kia. Đây cũng là nguyên nhân mà trước đó, cô đã nhờ Tây Giao chăm sóc Tô Du Du và Tô Tinh Hà. Thiên Sơn Tuyết không biết lần này, bản thân có thể tỉnh lại hay không, nên đem hai đứa con của mình, giao cho Tây Giao. Cô tin tưởng có Tây Giao ở đó, hai đứa con của mình sau này tuyệt đối sẽ không bị bắt nạt. Dù là Tô Thương tìm những cô gái khác, sinh ra những đứa trẻ khác, thì con của mình cũng có người yêu thương. Ai ya, Tuyết Nhi. Ngô Thanh Ảnh hai mắt ửng đỏ, nghẹn ngào nói, nếu như có thể lựa chọn, thà rằng người ngủ say là bà còn hơn. Được rồi, vợ à, đều do ý trời cả rồi, Tuyết Nhi là cô gái tốt như vậy, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Thiên Niên Sát tiếp tục trấn an nói, hơn nữa, Tuyết Nhi và hậu nhân tiền bối Tô Vô Kỵ đã sinh ra hai đứa bé, tiền bối Tô Vô Kỵ là người tài giỏi một đời, tất nhiên sẽ không đứng ngoài nhìn đâu. Tô Vô Kỵ, ông ấy sống hay chết, chưa ai biết được, hậu nhân như cậu ấy. Ngô Thanh Ảnh như nghĩ đến điều gì, liền hỏi, cái tên nhóc gọi là Tô Thương đó, sau khi mở ra biến đổi của giới luyện võ, đi đâu rồi? Côn Luân. Thiên Niên Sát trả lời lại nói, theo như tin tức tôi biết được, Tô Thương mang theo mấy người, đi Côn Luân trong đêm, chắc chắn đi giết tên phản đồ Tây Môn Phong Vân rồi. Cậu ta không giết được Tây Môn Phong Vân đâu, ai ngờ, Ngô Thanh Ảnh lại nói, Tây Môn Phong Vân đã sớm đặt chân đến kết đan rồi, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì giờ đã là kết đan đỉnh phong rồi. Cái gì? Kết đan đỉnh phong? Thiên Niên Sát nhất thời sợ hãi quá mà nói, Tô Thương sẽ không phải chết ở núi Côn Luân chứ, lần này phiền phức lớn rồi, nếu cậu ta chết rồi thì ai đến cứu Tuyết Nhi được chứ? Tây Môn Phong Vân không giết cậu ấy đâu, Ngô Thanh Ảnh lắc đầu nói. Vì sao? 10 đệ tử của Tô Vô Kỵ, người hầu ở núi Côn Luân nhiều như vậy, bất kỳ ai cũng có thể phản bội Tô Vô Kỵ,
duy nhất chỉ có Tây Môn Phong Vân là không thể. Ngô Thanh Ảnh khẽ cười nói, nếu như anh nói cho em biết, Tô Kiền Khôn con trai của Tô Vô Kỵ đại nghịch bất đạo, tham gia tiêu diệt nhà họ Tô ở Côn Luân thì em sẽ tin, nhưng nếu anh nói Tây Môn Phong Vân mưu đồ chiếm Côn Luân, vì tu hú chiếm tổ chim khách, thì em không tin. Vợ à, ý của em là, Tây Môn Phong Vân, ông ta đang giả vờ sao? Thiên Niên Sát như tỉnh ngộ ra, tự lẩm bẩm, anh hiểu, chuyện này xem ra Tây Môn Phong Vân diễn rất giống rồi. Núi Côn Luân bây giờ, chắc chắn đã ổn định trật tự, nhưng cao thủ ngoại vực và những cổ tộc phản bội trái đất kia, chỉ sợ sẽ không an phận, giới luyện võ chẳng mấy chốc sẽ gặp đại loạn. Hai mắt Ngô Thanh Ảnh híp lại, ánh mắt toát ra vẻ sắc bén, giọng điệu lạnh lùng nói, có điều, những người kia tốt nhất đừng đến gần núi Cửu Phong, nếu không thì, chỉ có đến mà không có về. Cái này, cảm nhận được uy thế kinh khủng của vợ, Thiên Niên Sát nhịn không được mà nuốt nuốt nước miếng, tò mò hỏi, vợ, bây giờ em rốt cuộc đã đặt chân đến cảnh giới gì rồi, võ tôn đỉnh phong hay sao? Sau khi hỏi xong, Thiên Niên Sát nhìn sang Ngô Thanh Ảnh, rất mong chờ câu trả lời. Em hả? Ngô Thanh Ảnh lộ ra một nụ cười, ngẩng đầu nhìn về chín tầng trời, ánh mắt thâm thúy giống như có thể xuyên thủng bầu trời. Cuối cùng, Ngô Thanh Ảnh cũng không trả lời câu hỏi của Thiên Niên Sát, mà quay người chống gậy rời đi. Tối đa lắm cũng là võ tôn đỉnh phong thôi, chứ không thể nào một bước mà bước vào võ thánh được. Thiên Niên Sát nhìn vào bóng lưng của vợ rồi tự lẩm bẩm, sau đó đuổi theo vợ mình. Chấm chấm chấm. Ngoài lão già Lao Sơn và Ngô Thanh Ảnh ra, còn có rất nhiều người đã từng ở cảnh giới võ thần lục địa đỉnh phong được đột phá. Ví dụ như Từ Thiện Sư Thái của núi Nga Mi, hay Viên Thông trụ trì của núi Bồ Đề. Bọn họ vốn là võ thần lục địa đỉnh phong từ rất lâu, giờ đột phá cũng là hợp tình hợp lý. Đồng thời, họ không chỉ đột phá đến võ tôn mà thôi đâu, thậm chí còn vượt cấp được, mặc dù không khủng bố như lão già ở Lao Sơn hay Ngô Thanh Ảnh, nhưng cũng không thể khinh thường được. Nói tóm lại, sau khi cải biến giới luyện võ được mở ra, giới luyện võ đã thay đổi rất nhiều. Võ thần lục địa mọc như nấm sau mưa, liên tiếp Ngô Thanh Ảnh xuất hiện đồng thời cảnh giới võ tôn cũng xuất hiện không ít, một cảnh tượng phồn vinh vui vẻ. Lúc này, màn đêm buông xuống, trời đã tối. Giang Bắc, trang viên nhà họ Lý, trong phòng của Lý Nguyệt. Lúc này, Lý Nguyệt đứng bên cửa sổ, mở hai bàn tay, trong lòng bàn tay lập tức hiện ra một luồng chân khí dồi dào. Cô cúi đầu xuống, nhìn chùm sáng chân khí trong lòng bàn tay, khuôn mặt ngọc tuyệt mỹ đầy mờ mịt. 10 ngày trước, Tô Thương để cái tên được tẩy rửa của Kim Quang đó, tặng cho Lý Nguyệt. Ngày đó, Lý Nguyệt từ một tên gà mờ mới bắt đầu luyện võ, một bước lên trời, trực tiếp tấn cấp cảnh giới võ tôn. Bởi vì không chống chế tốt lực lượng, nên biệt thự ven sông của Tô Thương đã bị phá hủy rồi. Lúc ấy Lý Nguyệt sợ hãi choáng váng, không biết sao mình lại đột nhiên trở nên mạnh như thế, bị dọa cho đến mức vội vàng rời khỏi hiện trường xảy ra chuyện. Sau lúc đó, Lý Nguyệt về đến phòng của mình, đóng cửa không ra ngoài, đồng thời che giấu chuyện xảy ra trên người mình. Cô cũng không phải ngốc, bản thân mình đột nhiên trở nên mạnh như vậy, thật sự không phù hợp lẽ thường mà. Nếu như bị người khác phát hiện, chính mình có phải sẽ bị người khác bắt đi nghiên cứu hay không? Hoặc là có người muốn đánh nhau với mình hay sao? Dù sao thì cây to đón gió, Lý Nguyệt vẫn luôn hiểu được điều đó, một khi sự thay đổi của mình bị người khác phát hiện, cuộc sống của mình cũng không có cách nào yên bình được. Thế là, Lý Nguyệt che giấu tất cả, đến cha và ông nội của cô, cũng không biết chuyện này. Sau khi về đến nhà, Lý Nguyệt ngồi trong phòng, bắt đầu học cách khống chế sức mạnh trong cơ thể. Dần dần, cô đã hiểu được sức mạnh trong cơ thể mình, cuối cùng cũng không cần sợ hãi mà đã khống chế được rồi. Nhưng chuyện này, thật sự là không thể tưởng tượng được. Chính mình chẳng qua chỉ là một người bình thường, sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy chứ? Lý Nguyệt nghĩ mãi vẫn không ra, mặc dù chuyện đã qua đi 10 ngày rồi, nhưng đến nay vẫn luôn nhớ lại, vẫn là cái cảm giác không thể nào tưởng tượng nổi đó. Rốt cuộc là mình bị sao vậy chứ? Chẳng lẽ trên người mình lại có chí bảo, vô tình mở khóa được năng lượng truyền thừa cường đại nào đó hay sao? Lý Nguyệt tự lẩm bẩm, nhưng rất nhanh liền lắc đầu phủ định nói, như vậy thì không đúng, ngày đó trên người mình không có gì đặc biệt hết, ai ya, được rồi,
không thèm nghĩ nữa. Sức mạnh cường đại, đến đâu hay đến đó đi, bây giờ mình đã nắm được trong tay rồi, hơn nữa lại không có bất kỳ tác dụng phụ gì, trăm điều tốt không có điều hại nào, thì tính là chuyện tốt đi. Lý Nguyệt rất nhanh chóng đã nghĩ thoáng hơn, vừa mới động suy nghĩ, chân khí trong lòng bàn tay liền bắt đầu có hình dáng biến ảo, cô có thể tùy ý thích làm gì thì làm. Không biết bây giờ mình có đánh thắng được Tô Thương không nhỉ, chắc là chuyện nhỏ thôi đó. Lý Nguyệt khẽ cười nói, dù sao ngày đó sức mạnh của mình bùng lên, trực tiếp hủy đi ngôi biệt thự, uy lực lớn kinh người. Tô Thương, trước đó không phải anh dùng sức mạnh với em hay sao chứ, chờ lần gặp tới đây, để xem em thu phục anh thế nào nha. Lý Nguyệt cười một tiếng, trong lòng đắc ý, giống như đã nghĩ đến hình ảnh chính mình treo Tô Thương lên đánh rồi. Lý Nguyệt, cháu đã ngủ chưa? Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng có tiếng của Lý Thuần Phong. Vẫn chưa ngủ. Lý Nguyệt vội vàng tản đi chân khí rồi rào trong lòng bàn tay, sau đó đi mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy cha và ông nội mình đứng ở ngoài. Ông nội, cha, Lý Nguyệt cười chào hỏi. Ừm. Lý Thuần Phong nhẹ gật đầu, lập tức nói, Lý Nguyệt, lúc nãy cháu làm gì vậy? Sao ông mơ hồ nhận ra được trong phòng cháu có một lực lượng đặc biệt, mạnh đến không tả được, nói chung là rất là mạnh luôn. Cháu không làm gì cả, chỉ là bấm điện thoại thôi. Lý Nguyệt thuận miệng trả lời, sau đó lại nói tránh đi, ông nội, cha, đã muộn vậy rồi, hai người tìm cháu làm gì? Không phải chúng ta tìm cháu, mà cha con nhà họ Tô tìm cháu. Lý Thuần Phong không chút gì nghi ngờ Lý Nguyệt hết, sau đó nói tiếp, Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh trước đó đang bế quan, không biết chuyện biệt thự ven sông bị phá hủy, hôm nay mới ra ngoài. Bọn họ biết mấy ngày trước khi biệt thự bị phá hủy, là cháu ở đó, ên liền muốn đến tìm cháu để tìm hiểu tình hình. Lý Thuần Phong nói, như thế hả? Lý Nguyệt có chút lo sợ, nhưng vì cuộc sống yên bình, nên cô tiếp tục lựa chọn giấu giếm mọi chuyện, vì thế không muốn nhiều lời. Lão già Tô Kiền Khôn đó cũng thật là, biệt thự ven sông bị phá hủy thì liên quan gì đến cháu mình chứ? Lý Thuần Phong thoáng có chút khó chịu, nói cháu của mình nhẹ nhàng dịu dàng, yếu đuối, lại có thể hủy đi được biệt thự của ông ta hay sao chứ? Lý Nguyệt, đợi lát nữa nhìn thấy họ, cháu cứ nói thật là được, nếu cháu không muốn đến, thì cứ vào ngủ đi, ông thay cháu đuổi họ về. Lý Thuần Phong mặt mũi đầy cưng chiều nhìn Lý Nguyệt, mở miệng nói. Ông nội, ông nói gì vậy chứ, ông nội Tô và bác Tô cũng không phải người ngoài mà. Lý Nguyệt vội vàng ngăn cản, sau đó nói, họ đang ở đâu, đúng lúc cháu cũng muốn hỏi chuyện của Tô Thương. Đều ở phòng khách rồi, Lý Thuần Phong trả lời. Ngay sau đó, Lý Thuần Phong, Lý Khuê Võ, Lý Nguyệt cùng nhau đi đến phòng khách, ở đây gặp được Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh. Lý Nguyệt, Tô Thần Binh nhìn thấy Lý Nguyệt, nhất thời lộ ra một nụ cười, ông ấy đã sớm đối xử với Lý Nguyệt như con dâu mình rồi. Bác Tô, Lý Nguyệt đối với Tô Thần Binh cũng khách khí cực kỳ, trên mặt nở nụ cười chào hỏi. Ha ha, Lý Nguyệt, càng ngày càng đẹp rồi. Tô Kiền Khôn bên cạnh đầu tiên là cười to, sau đó nói thẳng vào chủ đề luôn, Lý Nguyệt, ngày đó ở biệt thự ven sông, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tiêu Đình dẫn người đi điều tra, xung quanh đống đổ nát ở biệt thự ven sông, cũng không có dấu vết của thuốc nổ, cũng không phải do rò rỉ khí đốt. Tiêu Đình có hỏi thăm mọi người xung quanh, đều không có đầu mối gì. Tô Kiền Khôn tò mò hỏi, mấy ngày trước cháu vẫn luôn ở biệt thự ven sông, có nhận thấy chỗ nào không bình thường hay không? Lý Nguyệt, có cái gì thì cứ nói cái đó là được. Tô Thần Binh trấn an nói, ông không phải đến thẩm vấn cháu, chỉ là một biệt thự mà thôi, hủy cũng hủy rồi, ông chỉ là muốn hiểu rõ nguyên nhân thôi. Ông nội Tô, bác Tô. Lý Nguyệt mỉm cười nói, cháu hiểu ý của ông, nhưng thật sự cháu không biết. Ngày mà biệt thự ven sông bị hủy, đúng lúc cháu đang lên lớp, cũng không ở đó. Thì ra là vậy, vậy thì đáng tiếc rồi, ông còn tưởng cháu biết nguyên do chứ. Tô Kiền Khôn nói. Đáng tiếc rồi, mẹ kiếp, Tô Kiền Khôn, ý ông là gì, có biết nói chuyện không vậy hả? Lý Thuần Phong nghe đến đây, lập tức nổi giận, đen sầm mặt lại nói, cái gì mà đáng tiếc rồi hả, ông nên cảm thấy may mắn. Vì ngày đó Lý Nguyệt không đi tới cản biệt thự đổ nát đó của ông, bởi vậy mới may mắn thoát khỏi đó.
Nếu như Lý Nguyệt thật sự xảy ra chuyện gì ở cái biệt thự đổ nát của ông thì ông đây sẽ đâm cho ông 17-18 nhát. Tôi, Tô Kiền Khôn cũng nhận ra được mình nói như vậy thì không được thích hợp cho lắm, cho nên cũng không tranh cãi với Lý Thuần Phong nữa, mà nhìn sang Lý Nguyệt, nói, Lý Nguyệt, cháu đừng tức giận, là ông nội Tô nói sai rồi. Ông nội Tô, sao con có thể tức giận ông được chứ? Lý Nguyệt nhẹ nhàng nói. Vậy thì tốt. Tô Kiền Khôn thở dài một hơi, sau đó sắc mặt ngưng trọng nói, hai, cũng không biết hôm đó xảy ra chuyện gì, có phải là có người đang cố ý nhắm vào nhà họ Tô chúng ta không? 80% chắc là đúng rồi. Lý Thuần Phong nghe vậy, liền hù dọa nói, thằng nhóc Tô Thương làm việc gì cũng hung hăng càn quấy, nói không chừng nó đã chọc giận đến đại nhân vật nào rồi. Tôi nghe nói, hôm đó có người ở gần biệt thự ven sông cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ. Có lẽ là một cao thủ siêu cường nào đó ra tay phá hủy đi biệt thự ven sông. Lý Thuần Phong cười trên nỗi đau người khác mà nói. Tô Kiền Khôn nghe Lý Thuần Phong nói những lời như vậy cũng không thèm phản bác gì, bởi vì ông ta cũng nghĩ như vậy. Ở đây chỉ có mình Lý Nguyệt là biết rõ chân tướng sự việc, nhưng cô ấy lại không thể nói ra được. Cũng không phải là cô ấy không tin được, mà là cô ấy không muốn bị người khác nhìn mình như quái vật. Chuyện này cũng không nên khoe khoang thì tốt hơn. Ông nội Tô. Sau khi dừng lại mấy giây, Lý Nguyệt liền chủ động đổi chủ đề, hỏi, ông có tin tức của Tô Thương không? Gần đây cháu gọi điện cho anh ấy đều không bắt máy, anh ấy có nói khi nào thì trở về không ạ? Tô Thương à? Tô Kiền Khôn không nghĩ nhiều về chuyện xảy ra ở biệt thự ven sông nữa, mà khẽ cười nói, mấy ngày trước nó có báo tin về, nói nó sắp xong việc rồi. Qua mấy ngày nữa chắc sẽ về tới thôi. Thì ra là vậy, vậy thì tốt quá rồi. Lý Nguyệt lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bé Lý Nguyệt, hôm nay có chút không phải, muộn vậy rồi còn đến làm phiền cháu nữa. Chấm, Tô Kiền Khôn nói tiếp, chúng ta còn có chút việc không ở lại lâu được, đợi Tô Thương về rồi thì chúng ta mau chóng giải quyết chuyện hôn sự của hai đứa nhé. Ra, Lý Nguyệt thẹn thùng gật đầu. Khuôn mặt xinh đẹp như ngọc đỏ ửng lên giống như quả táo chín. Ha ha! Tô Kiền Khôn cười sảng khoái, sau đó thờ ơ lườm Lý Thuần Phong, rồi dẫn Tô Thần Binh rời khỏi trang viên nhà họ Lý. Trên đường trở về nhà họ Tô, Tô Thần Binh nghi hoặc nói, cha, Tô Thương báo tin về lúc nào vậy, sao con lại không hay biết? Cha lừa bé Lý Nguyệt thôi, Tô Kiền Khôn giải thích nói, con không thấy bé Lý Nguyệt rất lo lắng cho Tô Thương sao? Cha nói như vậy để nó đừng lo lắng nữa. Thì ra là vậy, cha thật sáng suốt. Tô Thần Binh nịnh nọt, sau đó nói, sau khi xuất quan, con đã sai người đi tìm hiểu rồi. Tô Thương nó đã thành công rồi, khởi động được cải biến giới luyện võ, bây giờ đã là minh chủ võ lâm. Tô Thần Binh nói tiếp, chỉ là sau đó, không biết nó đã đi đâu rồi. Nhưng mà nghe nói bên cạnh nó có cao thủ võ tôn, chắc cũng không xảy ra chuyện gì đâu. Tô Kiền Khôn gật đầu nói, nếu như không có gì xảy ra thì Tô Thương hoặc là đi đến vùng đất tế trời, hoặc là đi đến núi Côn Luân. Đi đến vùng đất tế trời là để gặp Ngọc Yến, còn đi đến núi Côn Luân chắc là muốn tìm đến gia tộc Tây Môn để báo thù, đoạt lại núi Côn Luân rồi. Nói đến đây, Tô Kiền Khôn không khỏi cảm khái nói, hơn 100 năm trước, lúc rời khỏi núi Côn Luân, cha đã từng thề, nhất định sẽ trở lại núi Côn Luân. Để núi Côn Luân tiếp tục là của nhà họ Tô. Đáng tiếc, cha nỗ lực nhiều năm như vậy, cũng không thành công, không nghĩ tới lúc còn sống, còn có thể nhìn thấy cháu trai của mình đánh vào núi Côn Luân. Tô Thương, đứa nhỏ này không đơn giản mà, từ nhỏ cha đã thấy nó thông minh, không giống với những đứa trẻ khác, quả nhiên cha nhìn rất chuẩn mà. Tô Kiền Khôn vẫn lấy làm kiêu ngạo, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Cha! Tô Thần Binh sờ sờ sóng mũi. Phá đám nói, trước đó cha không có nói như vậy. Con nhớ không chỉ một lần cha mắng Tô Thương là đồ bỏ đi, còn không thèm để ý đến nó nữa. Câm miệng. Tô Kiền Khôn mất mặt, ngang ngược giải thích, con thì biết cái gì, trời định giao cho người nào trách nhiệm lớn lao, ắt trước tiên phải làm cho khốn khó tâm trí, nhọc nhằn gân cốt, cha chính là đang rèn luyện tinh thần bất khuất cho nó đó. Nếu một người muốn thực sự thành công, anh ta phải chịu đựng sự chửi rủa, chế giễu và khinh thường của người khác. Tô Kiền Khôn ho khan một tiếng, nói tiếp, cha mắng Tô Thương là đồ bỏ đi, hoàn toàn là vì muốn rèn luyện nó mà thôi.
Tô Kiền Khôn còn định nói gì nữa, nhưng nhìn thấy sắc mặt khó coi của Tô Thần Binh đang nhìn mình chằm chằm, thì ông ta lập tức chột dạ, vội vàng đổi giọng. Cha thông minh, cha nhìn xa trông rộng, Tô Thương có được thành tựu như ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ vào sự rèn luyện của cha. Tô Thần Binh nịnh một tràng. Cha chỉ là tùy tiện rèn luyện một chút mà thôi, không đáng để nhắc tới, không đáng để nhắc tới. Tô Kiền Khôn khoát khoát tay, lộ ra biểu cảm đầy vẻ mưu lược. Tô Thần Binh bất lực lườm cha mình một cái, đối với ông cha mặt dày này ông ấy thật sự không chửi bậy không được mà. Sau khi dừng lại một lúc, ông ấy lại nhớ đến chuyện biệt thự ven sông bị phá hủy, lập tức lo lắng nói cha, biệt thự ven sông vô duyên vô cớ mà bị phá hủy, mà lại là thủ đoạn quỷ dị như vậy, chắc không phải thật sự có một vị đại nhân vật nào đó để mắt đến nhà họ Tô chúng ta chứ. Cha không rõ nữa. Tô Kiền Khôn lắc đầu, sau đó an ủi nói, không cần nghĩ nhiều, nếu như thật sự có người như vậy, nó muốn ra tay với nhà họ Tô thì sớm đã hành động rồi, đã 10 ngày trôi qua, cũng không thấy ai tới cửa, hoặc là chúng ta đoán sai, hoặc là người đó còn kiêng dè cái gì đó. Việc khẩn cấp trước mắt bây giờ là chúng ta mau chóng đột phá, tranh thủ sớm ngày đến được cảnh giới trúc cơ. Dạ. Tô Thần Binh gật đầu. Sau đó cùng với cha mình biến mất vào trong màn đêm. Trang viên nhà họ Lý. Sau khi cha con Tô Kiền Khôn rời đi, Lý Nguyệt liền một mình trở về phòng của mình. Mình đột nhiên mạnh lên, sau đó còn làm kinh hãi tất cả mọi người, Tô Thương, thật mong chờ xem biểu cảm của anh khi biết chuyện này. Lý Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng sáng trên cao, thoáng nở một nụ cười. Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó. Ở bên trong cột ánh sáng bảo vệ trên núi Côn Luân. Tô Thương đã luyện chế ra được chân đan, khoảng 20 viên, đang lượn lờ trước mặt Tô Thương, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Vốn dĩ, anh chỉ muốn luyện chế ra 10 viên thôi, chỉ là không ngờ chuyện này lại thuận lợi như vậy, thế là anh liền luyện chế ra nhiều một chút, tổng cộng có 20 viên. Tiểu thiếu gia. Lúc này, ở bên ngoài vang lên giọng của Tây Môn Phong Vân. Tô Thương ngẩng đầu lên nhìn, thì phát hiện ra Tây Môn Phong Vân đã từ núi Ba trở về, trong tay đang cầm tầng thứ 5 của tháp hư không. Nhìn thấy mảnh vỡ của tháp hư không ở trong tay của Tây Môn Phong Vân, hai mắt của Tô Thương lập tức sáng rực lên. Tháp hư không tổng cộng có 9 tầng, bây giờ xem như đã tìm đủ cả 9 tầng rồi. Tô Thương không kịp chờ đợi, giơ tay lên vẫy vẫy, mảnh vỡ của tháp hư không liền xuyên qua cột ánh sáng bay vào tay anh. Bây giờ, 3 tầng của tháp hư không đang lơ lửng ở trên đỉnh đầu của Tô Thương, có thể khống chế hoàn toàn đa phần sức ép của đại trận bảo vệ, đương nhiên có thể để vật bên ngoài tiến vào trong được rồi. Lúc trước Tô Thương cũng dùng phương pháp này mà có được vòng tay chữ đồ. Tây Môn Phong Vân, vất vả cho ông rồi. Tô Thương quan sát tỉ mỉ một hồi, rồi nảy ý nghĩ một cái đem tháp hư không cất vào trong vòng tay chứa đồ. Tiểu thiếu gia, tầng thứ 6, 7. 8, 9 của tháp hư không đều nằm trong tay của 4 người chúng tôi. Tây Môn Phong Vân nói tiếp, ở chỗ cậu, có tầng 3, bây giờ chỉ còn thiếu tầng 4 nữa thôi. Theo như tôi được biết thì tầng thứ 4 của tháp hư không ở chỗ lão minh chủ thiên niên sát của núi Cửu Phong. Tây Môn Phong Vân đề nghị nói, chỉ bằng tôi đi một chuyến đến núi Cửu Phong, giúp cậu lấy về. Không cần đâu. Tô Thương mỉm cười, rồi nói, tôi đã lấy về rồi, bây giờ. Tầng 4, 5 đều đã ở trong tay của tôi. Vậy thì tốt quá rồi, tiểu thiếu gia, cứ như vậy thì không phải cậu có thể tùy lúc mà lắp lại tháp hư không sao, để cho tháp hư không hồi phục lại uy thế thời kỳ đỉnh phong. Nói đến đây, Tây Môn Phong Vân không hề do dự nói thêm vào, tiểu thiếu gia, chỉ cần cậu cần thì tôi và 4 người bọn Thanh Y đều có thể tùy lúc đem mảnh vỡ của tháp hư không trả lại cho cậu. Không cần. Tô Thương lắc đầu nói, các ông cứ cầm lấy trước đi, muốn lắp lại tháp hư không cũng không phải là chuyện đơn giản. Dựa vào thực lực bây giờ của tôi, có thể lắp tầng 4, và tầng 5 vào đã là một chuyện khó khăn rồi. Tô Thương cười khổ nói, nếu như không có gì xảy ra thì đợi tôi đạt đến cảnh giới Nguyên Anh rồi thì cũng chưa chắc có thể khiến cho tháp hư phong đỉnh phong xuất hiện lại ở trên thế gian này. Bây giờ tôi mà lấy lại các mảnh vỡ tháp hư không ở trong tay các ông thì cũng chỉ đem nó cất vào trong vòng tay chứa đồ mà thôi, không có chút ý nghĩa nào, chẳng bằng để cho các ông tiếp tục sử dụng, trấn áp lại mấy hiện tượng lạ kia. Tô Thương khẽ cười nói. Được, tiểu thiếu gia,
tôi tuyệt đối sẽ không để cho cậu thất vọng, hơn nữa, chẳng mấy chốc mà sẽ đem vòng tay chứa đồ trả lại cho cậu. Tây Môn Phong Vân nghiêm túc nói. Chuyện này, tạm thời không nói đến, sau này hãy nói đi. Tô Thương mỉm cười, sau đó phẩy tay một cái đem 20 viên chân đan ở trước mắt đẩy đến trước mặt Tây Môn Phong Vân, rồi nói Tây Môn Phong Vân, đây chính là đan dược mà tôi muốn tặng cho môn chủ Vương Trọng Vân của Thiên Cơ Môn. Cao thủ võ thần lục địa đỉnh phong sau khi dùng nó thì 100% có thể đặt chân lên cảnh giới võ tôn, mà không hề có bất kỳ tác dụng phụ nào, cũng không ảnh hưởng gì đến việc tu luyện sau này. Tô Thương nói thêm, vâng, Tây Môn Phong Vân đáp lại trước, sau đó lại khen ngợi nói tiểu thiếu gia thật lợi hại, ngay cả đan dược thượng cổ mà cũng biết luyện chế, thủ đoạn luyện chế đan dược này không phải đã thất truyền rồi sao, bây giờ chúng tôi đang sử dụng đều là của các chiến sĩ luyện khí thời tiền tần lưu lại. Tô Thương chỉ cười cười, chứ cũng không trả lời vấn đề này, rồi anh nói, Tây Môn Phong Vân, nếu như ông muốn học luyện đan dược thì tôi có thể dạy cho ông. Tôi, Tây Môn Phong Vân nghe đến lời này thì lập tức nở một nụ cười khổ, tôi vẫn là thôi đi vậy, thời gian có hạn, tôi. Tây Môn Phong Vân đang nói thì Tô Thương bỗng nhiên giơ tay lên, một luồng ấn ký linh hồn liền chui tọt vào trong đầu ông ấy. Tiểu thiếu gia, đây là... Tây Môn Phong Vân mặt tràn đầy nghi hoặc hỏi, ông ấy chỉ là tò mò chứ không phải là hoảng sợ, bởi vì ông ấy biết tiểu thiếu gia sẽ không hại ông ấy. Lúc nãy tôi mới cho ông một ấn ký, là những điều tâm đắc nhất khi tôi luyện đan, cùng với vô số công thức luyện đan, ông dành thời gian mà ngâm cứu đi. Tô Thương nói tiếp, dựa vào thiên tư của ông, nói không chừng còn có cơ hội trở thành một đại sư luyện đan đó. Cảm ơn tiểu thiếu gia. Tây Môn Phong Vân kích động vô cùng, vội vàng quỳ một chân xuống, trong mắt tràn đầy vẻ cung kính. Đối với Tô Thương, ông ấy vẫn luôn một mực kính sợ. Nhưng ngày từ đầu, Tây Môn Phong Vân ít nhiều gì cũng là vì sư tôn Tô Vô Kỵ cho nên mới kính trọng Tô Thương như vậy. Nhưng dần dần, Tây Môn Phong Vân liền phát hiện ra sự cường mạnh khác thường của Tô Thương, thế là từ đáy lòng ông ấy cũng dần bắt đầu tôn kính Tô Thương rồi. Đứng dậy đi! Ông là đồ đệ của ông cố tôi, không phải là người làm. Tô Thương mở miệng nói. Không. Tây Môn Phong Vân nhất mực cung kính nói, 10 anh em chúng tôi sớm đã xem mình như là người của nhà họ Tô rồi. Hơn nữa, tôi lần này quỳ xuống trước mặt cậu không phải vì sư tôn, mà là vì cậu có tư cách này. Năm đó, sư tôn đã có được tháp hư không trong tay, hơn nữa còn là một tòa tháp nguyên chỉnh. Nhưng mà... Sư tôn lại không có cách gì để sử dụng được tháp hư không, không có cách gì tiếp cận được với cột ánh sáng của đại trận bảo vệ này, mà cậu, vậy mà lại có thể làm được. Tây Môn Phong Vân nói tiếp, còn nữa, mấy tên tiên đế ngoại vực kia, đều muốn kiềm chế sự phát triển hệ thống tu chân của trái đất, không chỉ liên thủ lại tạo ra các pháp tắc thiên đạo khiến cho những người tu luyện ở trái đất gặp những hiện tượng lạ. Mà bọn họ còn đốt hết các đan dược, cùng với tất cả các công thức luyện chế ra đan dược. Hễ những ai am hiểu về luyện chế đan dược đều bị bọn họ tiêu diệt hết tận gốc. Tây Môn Phong Vân nói tiếp, cho nên, mấy ngàn năm trở lại đây, ở trái đất không có lấy một người có thể luyện chế ra đan dược. Chỉ có Dược Vương Tôn Tư Mạc, nghiên cứu ra một phương pháp, đem rất nhiều dược liệu hòa lại với nhau, miễn cưỡng có thể gọi là đan dược, nhưng hiệu quả còn kém xa những gì người ta mong muốn. Các thầy thuốc khác cũng chế tác đan dược theo phương pháp của Dược Vương Tôn Tư Mạc nhưng hiệu quả cũng kém mấy chục lần. Sư Tôn khi còn nắm giữ núi Côn Luân cũng đã từng muốn phục chế lại các phương pháp luyện đan, ông ấy đã xem rất nhiều điển tích, cũng đã có vô thầy thuốc làm thí nghiệm nhưng mỗi lần đều là sự thất bại. Tây Môn Phong Vân ánh mắt sáng rực nhìn Tô Thương, hưng phấn nói, nhưng cậu, vậy mà lại có thể luyện ra được đan dược thượng cổ chân chính. Có lẽ giờ này phút này... Thực lực của cậu còn kém xa sư tôn, nhưng tương lai không lâu, cậu đã có thể giống như sư tôn, đứng trên đỉnh của thế giới, nhìn xuống muôn dân thiên hạ. Nói xong, Tây Môn Phong Vân đột nhiên biểu cảm ngưng trọng, mặt tràn đầy nghiêm túc nói, không, không phải là nhìn xuống thiên hạ, tôi nói sai rồi. Tiểu thiếu gia, cậu chắc chắn là bất khả chiến bại, trên trời dưới đất, chỉ cậu duy nhất độc tôn. Tây Môn Phong Vân trịnh trọng nói, trái đất, không giữ được cậu. Cậu cuối cùng có thể phá vỡ hư không, và trở thành bất khả chiến bại trong thế giới rộng lớn hơn, vì vậy, quỳ xuống trước mặt cậu là do tôi tâm phục khẩu phục cậu. Một chàng nịnh nọt này khiến cho Tô Thương cũng cảm thấy ngại ngùng,
anh sờ lên cằm rồi nói, được rồi, đứng lên đi. Vâng. Tây Môn Phong Vân cung kính đáp lại, đồng thời đứng lên, rồi nói, tiểu thiếu gia, tôi lập tức đưa đan dược đến võ đang, giao cho môn chủ Thiên Cơ môn, sau đó tôi sẽ đi tìm tung tích của sư tôn. Ừm. Tô Thương gật đầu, sau đó dường như anh nghĩ ra cái gì, bèn nhắc nhở, từng có người nói với tôi, ông cố tôi hình như đang ở dưới núi võ đang. Sau khi giới luyện võ cải biến xong thì tôi vội vàng đến núi Côn Luân nên chưa kịp điều tra thêm, ông có thể tìm ở những nơi gần núi võ đang xem. Được. Tây Môn Phong Vân đồng ý, sau đó chắp hai tay lại nói, tiểu thiếu gia, tạm biệt, hy vọng lần sau gặp lại, cậu sẽ thăng cấp lên bậc trên. Tô Thành Y, Tô Chiến Long, Tô Bất Phàm, tiểu sư muội, mọi người cũng có thể bắt đầu tìm kiếm tung tích của sư tôn rồi, chúng ta vẫn giữ liên lạc với nhau nhé. Tây Môn Phong Vân vừa nói xong, liền rời đi, rời khỏi núi Côn Luân trước tiên. Tôi còn tưởng rằng, đại sư huynh là người đứng đắn, xem ra lúc trước tôi đã nhìn nhầm huynh ấy rồi, đại sư huynh cái con khỉ ấy, hơn chúng ta có 6 tuổi thôi mà. Ôi, lúc đầu đại sư huynh là vua, chẳng trách anh ấy lại là đại sư huynh, xem ra năm đó đã không ít lần nịnh nọt sư tôn đó. Đại sư huynh nhắc nhở sư tôn trước. Bất kể là năng lực nắm giữ tháp hư không hay là thủ đoạn luyện đan, huynh ấy đều lấy sư tôn và tiểu thiếu gia ra để so sánh, thông qua sự miêu tả, thì dùng sự áp bức của sư tôn để làm nền cho tiểu thiếu gia, lòng dạ huynh ấy kinh thật. Quy trình này của đại sư huynh cứ tiếp tục như thế, thì rất có phong độ của một vị vua, nếu so sánh như vậy, thì những lời chúng ta nịnh nọt tiểu thiếu gia lúc trước, thì quá thấp kém rồi đấy. Bốn người Tô Thanh Y nhìn theo bóng dáng rời đi của Tây Môn Phong Vân, không nhịn cảm thán được, nên đã thi nhau tự ti mặc cảm. Tiểu thiếu gia, tôi cũng đi, nếu không tìm thấy sư tôn, tôi nhất định sẽ không trở về. Sau đó, dáng người khôi ngô của Tô Chiến Long, xông lên chào tạm biệt Tô Thương, sau khi có được sự cho phép của Tô Thương, thì thả người rời đi, ngược hướng với Tây Môn Phong Vân. Tiểu thiếu gia, tạm biệt. Ôi núi Côn Luân ơi! Có lẽ đây là lần cuối tôi chăm chú nhìn anh bạn rồi. Sau khi Tô Bất Phàm chào tạm biệt, liền nhìn xung quanh cảnh vật ở núi Côn Luân, rồi ngay lập tức bay lên không trung, biến mất ở phía cuối bầu trời. Bây giờ, bên ngoài chỉ còn lại Tô Thanh Y và Tô Phù Dung, hai người họ cũng muốn chào tạm biệt. Nhưng, Tô Thương lại nói, hai người, chỉ có thể đi được một người, sau khi tôi bố trí trận pháp, bảo vệ ngọn núi Côn Luân này, thì cần có một người. Đến trông giữ núi Côn Luân, khống chế trận pháp. Trận pháp mà Tô Thương nói tới, chính là La Thiên Hỏa Lò Trận. Bây giờ, anh ấy sẽ bố trí La Thiên Hỏa Lò Trận, các loại hoa văn thần bí ở xung quanh, chỉ kém hơn lực của tháp hư không một tí, thì được làm mắt trận. Sau khi bố trí thành công La Thiên Hỏa Lò Trận, Tô Thương định ở lại tu luyện trong trụ sáng, để không bị quấy rầy. Cho nên, khi anh ấy chuẩn bị khống chế ấn ký lên La Thiên Hỏa Lò Trận, giao cho người khác, thì bản thân muốn hạ quyết tâm bế quan. Tiểu sư muội, em ở lại đây đi, tuy em đã đặt chân đến cảnh giới võ tôn, nhưng bên ngoài vẫn còn rất nhiều nguy hiểm. Tô Thành Y nói vậy, vì không muốn để cho tiểu sư muội lâm vào cảnh vào nguy hiểm. Nhị sư huynh, em đã nhàn rỗi mấy chục năm rồi, cơ hội duy nhất lần này, nhất định phải nhường cho em. Tô Phù Dung lắc đầu, kiên quyết nói. Không được. Tô Thanh Y quả quyết nói, anh là sư huynh của em nhất định phải nghe theo anh, ở lại canh giữ bên cạnh tiểu thiếu gia đi. Nhị sư huynh, anh cũng không phải sư tôn, còn lâu em mới nghe lời anh, hơn nữa, cứ coi anh là sư tôn đi, thì em cũng không nghe, lần này em sẽ tự mình quyết định. Tiểu thiếu gia, tôi đi đây nhé. Vừa nói xong, Tô Phù Dung không cho Tô Thanh Y cơ hội phản ứng lại, chớp nhoáng một cái, liền rời khỏi núi Côn Luân ngay. Tiểu sư muội, nhìn theo bóng dáng rời đi của Tô Phù Dung, vẻ mặt Tô Thanh Y hiện lên một vẻ lo lắng, muốn đuổi theo. Được rồi, bà ấy muốn đi, thì để bà ấy đi đi. Tô Thương nói, tiểu thiếu gia, cậu đừng tức giận, muội ấy đã được chiều hư từ lúc nhỏ, lại còn được sư tôn chiều chuộng vô cùng, sư huynh đệ chúng tôi cũng bất lực với muội ấy. Tô Thanh Y gượng cười nói, chúng ta chọc giận bà ấy mất. Tô Thương sờ lên mũi nói, nhưng bà ấy lại là dì phù của tôi, khi tôi còn nhỏ bà ấy đã từng ôm tôi, bây giờ dì phù ít nhất cũng gần 100 tuổi rồi ha. Dù em ấy có lớn tuổi đi chăng nữa,
thì trong mắt chúng tôi em ấy vẫn là một tiểu sư muội, tính cách giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành. Nhắc đến Tô Phù Dung, trong mắt Tô Thành Y để lộ ra một vẻ cương triều, không hề lẫn lộn với tình cảm nam nữ, nó giống như tình cảm của một người anh trai dành cho em gái, vô cùng trong sáng. Trẻ con sao? Di Phù, là trẻ con á? Vãi trưởng! Tô Thương không còn gì để nói, cũng không tiếp tục nói về chủ đề này nữa, mà chuyển sang chủ đề khác. Tô Thanh Y, ông ngồi xuống trước đi, theo tôi phải mở La Thiên Hỏa Lò trận rồi. Được. Tô Thanh Y gật đầu đồng ý, đành phải ngồi xuống, trông coi tiểu thiếu gia bố trí La Thiên Hỏa Lò trận. Vèo. Sau đó, sắc mặt Tô Thương bỗng nghiêm túc lại, bắt đầu đặt tháp hư không vào trong mắt trận. Bây giờ, cơ thể của Tô Thương đang bảo vệ trụ sáng bên ngoài, anh ấy cũng đặt mắt trận của La Thiên Hỏa Lò đặt luôn ở chỗ này. Cho nên, tháp hư không mới có thể giúp anh ấy ngăn chặn được cảm giác ngột ngạt mà trụ sáng phát ra, cũng có thể là năng lượng khiến cho La Thiên Hỏa Lò trận vận chuyển, điều này không xảy ra sự xung đột gì. 10 ngày nay, Tô Thương đã bố trí rất kỹ lưỡng La Thiên Hỏa Lò trận, giống như sửa sang lại hệ thống điện lưới vậy, các đường dây đã xong, chỉ còn đợi kết nối điện nữa thôi, vì vậy quá trình cũng khá nhanh. Khoảng chừng nửa canh giờ, La Thiên Hỏa Lò trận chính thức được mở ra. Một cột ánh sáng từ kim sắc, bỗng mọc từ đất lên, bao phủ toàn bộ núi Côn Luân. Giờ phút này, bên trong núi Côn Luân bên, không rõ tại sao lại có dã thú chim chóc, hỗn loạn thành một bầy, muốn xông ra khỏi núi Côn Luân, kết quả là đâm vào cột ánh sáng phía trên, không thể nào bay lên được, thậm chí còn có các loại thỏ rừng, bị đụng chết ngay tại chỗ. Chỉ cần La Thiên Hỏa Lò trận mở ra, mà không có sự cho phép của người nắm giữ, thì người bên ngoài không thể nào vào được, và người bên trong cũng đừng hòng thoát ra. Trận pháp là do Tô Thương bố trí, đương nhiên anh ấy có thể khống chế được trận pháp này. Ngoài ra, còn có cả Tô Thanh Y nữa. Tô Thương đã đem hết ấn ký khống chế, giao cho Tô Thanh Y, Tô Thanh Y cũng có thể coi là người trông coi tạm thời của La Thiên Hỏa Lò trận. Ngoài hai người họ ra, cho dù người tu chân cảnh giới Nguyên Anh, cũng không thể bước vào núi Côn Luân được. Tô Thanh Y, nửa năm tiếp theo, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ của núi Côn Luân, sẽ ra hết cho ông, tôi muốn bế quan tu luyện, có bất kỳ chuyện gì cũng không được làm phiền tôi. Tô Thương dặn dò, còn nữa, làm phiền ông đến Giang Bắc một chuyến, đưa cha, ông nội, chị gái, vợ sắp cưới của tôi, đến núi Thái Sơn một chuyến để tìm mẹ tôi, tóm lại, tất cả liên quan tới người của tôi, thì cứ đưa hết lên núi Côn Luân đi. Không lâu trước đây, chúng ta đã giết cao thủ ngoại vực, chuyện này không thể giấu được, chẳng mấy chốc cổ tộc sẽ ra tay, đến lúc đó bọn họ sẽ đến Côn Luân để trả thù, sẽ bị La Thiên Hỏa Lò trận chặn ở bên ngoài, sau khi kinh sợ, tôi lo bọn chúng sẽ tìm đến người thân bạn bè của tôi để gây khó dễ. Đến được núi Côn Luân thì lại khác, nơi này tất nhiên sẽ là nơi an toàn nhất. Tô Thương nói, thời gian cấp bách, tôi không thể đích thân đi đón được, làm phiền ông nhé. Tiểu thiếu gia khách sáo quá ạ, tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cậu đã dặn dò. Tô Thanh Y lễ phép trả lời. Được, ông đi đi. Tô Thương gật đầu, sau đó nhắm hờ hai mắt, vận chuyển cửu u trấn ngục quyết, hai bên tai không nghe thấy chuyện bên ngoài được nữa, mà bắt đầu bế quan một thời gian dài. Nửa năm. Trước đó Tô Ma đã từng nói, sau nửa năm, hệ thống tu chân sẽ có một thời cơ nữa tới linh khí thức tỉnh. Thời gian bây giờ không còn nhiều, trong vòng nửa năm, nhất định Tô Thương phải đạt đến cảnh giới kết đan. Dựa vào thực lực chiến đấu của anh ấy, vừa đặt chân đến kết đan là có thể vô địch ở cảnh giới này, từ Nguyên Anh trở xuống, sẽ không có ai có thể là đối thủ của anh ấy cả. Đương nhiên, kết đan chỉ tiêu chuẩn thấp nhất mà trong lòng Tô Thương mong muốn, nếu như có thể cùng thăng cấp, đương nhiên anh ấy sẽ không dừng chân lại. Lúc trước Tây Môn Phong Vân cho anh ấy vòng tay chứa đồ, bên trong tràn đầy tài nguyên, có thể Tô Thương sẽ dùng nó để đánh hạ cảnh giới Nguyên Anh. Tóm lại, kế hoạch bế quan của Tô Thương đã bắt đầu rồi. Tô Thương đã từng đạt đến cảnh giới tiên đế, nhưng bây giờ mượn cơ thể để hồi sinh, nên phải bắt đầu lại từ đầu. Anh ấy hoàn toàn khác với Tô Ma. Tuy cảnh giới của Tô Ma đã hạ gục rồi, nhưng nó vẫn tìm về với cơ thể ban đầu. Linh hồn cộng với cơ thể, thì ông ta vẫn là ông ta của ban đầu. Cho nên, chỉ cần có linh khí dồi dào,
trong thời gian ngắn Tô Ma có thể hoàn thành thử thách rất nhanh. Nhưng Tô Thương thì không. Tuy Tô Thương có được linh hồn của tiên đế, đối với bất kỳ cảnh giới nào đi nữa đều rất am hiểu, nhưng cơ thể của anh ấy thì chỉ là một tên thiếu gia ăn chơi bình thường mà thôi. Chính vì thế, nên ở cảnh giới luyện khí, Tô Thương chỉ có thể từ từ thăng cấp từng bước từng bước. Bây giờ, khoảng cách trọng sinh của Tô Thương chỉ qua 2-3 tháng là xong. Tuy nói chậm chạp, nhưng đối với rất nhiều người tu chân mà nói, 2-3 tháng từ luyện khí tầng thứ nhất thăng cấp lên trúc cơ, cũng được coi là thần tốc rồi. Sau khi trúc cơ, thì mọi chuyện lại rất dễ dàng, tốc độ thực lực của Tô Thương tăng lên trông thấy, lại có thể nhanh hơn một chút so với trước. Dù sao khi có được linh hồn của tiên đế, thì anh ấy vẫn có niềm tin, trong vòng nửa năm tới sẽ thăng cấp lên cảnh giới kết đan. Còn về cảnh giới nguyên anh, Tô Thương cũng sẽ thử, nhưng chưa chắc có thể thành công. Nơi này là trái đất, chứ không phải là huyền thiên tiên vực. Quy tắc mà tam đại tiên đế liên thủ đặt ra, lại cộng thêm linh khí cạn kiệt của trái đất, nên đã gây ra nhiều thứ bất lợi cho người tu chân. Tô Thương không xác định thăng cấp lên nguyên anh, lôi kiếp đánh xuống, liệu bản thân có thể vượt qua hay không. Cho nên, anh ấy dự định đi một bước nhìn một bước, đặt đến cảnh giới kết đan trước, sau đó xem xét tình huống, nếu có thể, đương nhiên sẽ thăng cấp lên nguyên anh. Cửu U Trấn Ngục Quyết, là công pháp đỉnh cao nhất, các đại tiên đế có muốn mà cũng không được. Tô Thương ngồi khoanh chân, khóe miệng hơi nhếch lên nói, nếu mình có thể dựa vào đó để trở lại cảnh giới tiên đế, thì trong thiên hạ bao la rộng lớn này, còn có ai dám đánh nhau với mình chứ? Nghĩ đến đây, tinh thần Tô Thương bình tĩnh lại, bỏ xuống tất cả mọi thứ, bắt đầu trạng thái tu luyện. Từ giờ về sau, bất kể bên ngoài có xảy ra chuyện gì đi nữa, thì anh ta cũng không thể biết được. Cho dù núi Côn Luân có sụp đổ, thì Tô Thương vẫn đắm chìm vào thế giới của mình như trước, trừ phi có người tiến khoảng 1 mét vào trong cột ánh sáng. Nhưng điều này, đương nhiên là không thể rồi. Thời gian bế quan dài đằng đẵng đã bắt đầu rồi. Giờ phút này, trên bầu trời xa xăm kia, Viêm Long Tiên Đế cuối cùng cũng không ngồi yên, liền tìm tới hai người bạn thân thiết của mình. Lúc này, tam đại tiên đế có mưu đồ về trái đất, đã hội tụ. Ngoại trừ Viêm Long tiên đế mặc trường bào ánh tím pha chút vàng, đầu đội ngọc quan ra, thì hai vị tiên đế khác, cũng đồng thời xuất hiện. Trong đó một vị, dáng người cao cao gầy gò, dung mạo khôi ngô, nhìn qua chắc cũng tầm 20-30 tuổi, nhưng lại có một mái tóc dài màu trắng. Anh ta chính là một trong tam đại tiên đế, Vu Bạch Ngọc, được phong là Bạch Ngọc tiên đế. Còn một người khác, có vẻ như là một người phụ nữ ăn mặc rất xinh đẹp, sexy, dáng người vô cùng hấp dẫn, còn hơn cả hoa khôi của Thanh Lâu. Người này tên là Thác Bạt Bồ Tát, là bạn chí cốt của Viêm Long. Tuy trong tên gọi có hai chữ Bồ Tát, nhưng từ trước đến nay bụng dạ đều rất nham hiểm, cái tên nói lên tất cả, chính tay người này đã từng tiêu diệt một lượng tinh vực không nhỏ, còn tàn sát mấy chục tỷ sinh linh. Viêm Long, đừng nóng vội. Không phải chỉ là một cái trái đất còn con thôi à, sao mà phải sốt ruột thế? Thác Bạt Bồ Tát tuy có được dáng dấp vẻ ngoài của một người phụ nữ, nhưng lại có giọng nói của một người đàn ông, đưa tay xếp thành hình hoa lan lên, khinh thường nói, hơn 2.000 năm trước anh nên nghe lời tôi, trực tiếp ra tay, tiêu diệt toàn bộ sinh linh ở trái đất, để trái đất được thanh tẩy một lần. Không phải anh muốn nghiên cứu tinh vực thần kỳ ở chỗ này à, vừa đúng lúc. Xem trái đất làm sao để mở ra một kỷ nguyên mới. Thác Bạt Bồ Tát, Viêm Long còn chưa mở lời, Vu Bạch Ngọc bên cạnh liền thản nhiên nói, sát ý của anh nặng quá, như thế sẽ bất lợi cho người tu hành đó. Ha ha, thiếu gia khiêm tốn Vu Bạch Ngọc, ở trước mặt tôi, anh giả làm người tốt cái gì? Thác Bạt Bồ Tát cười chế giễu nói, anh từng giết người, cũng không ít hơn so với tôi, thế thì có tư cách gì mà nói tôi chứ? Vu Bạch Ngọc lắc đầu, không tiếp tục tranh cãi với Thác Bạt Bồ Tát nữa, mà lạnh lùng đứng sang một bên. Được rồi, tôi tìm đến mọi người, là để bàn luận tiếp theo sẽ sắp đặt như thế nào, đừng đấu võ mồm nữa. Viêm Long nhìn hai người kia một cái, sau đó nói, Thác Bạt Bồ Tát, lời đề nghị của anh, hơn 2.000 năm trước tôi đã từng suy nghĩ nghiêm túc. Nhưng, anh cũng biết đấy, trái đất có một trận pháp thiên nhiên bảo vệ, sợ là ba người chúng ta liên thủ lại. Cũng không có cách nào công phá được, thế thì thanh tẩy trái đất thế nào được,
Năm đó không phải chúng tôi đã giúp anh, mở một cái lỗ hổng, để anh có thể nắm giữ cánh cổng thời không thâm nhập vào trái đất rồi sao? Thác Bạt Bồ Tát nói, sau khi vào trái đất, anh đã rất mạnh, lúc đó sao không giết hại hết bọn chúng đi hả? Hai. Viêm Long nghe vậy, thở dài một hơi nói, anh quá coi thường trái đất rồi. Thực ra, có một số việc, mà mấy năm nay tôi vẫn chưa nói cho hai người biết. Viêm Long tỏ vẻ nghiêm túc nói, trái đất quá là thần bí, không chỉ có đại trận thiên nhiên bảo vệ mà nhiều ngọn núi nổi tiếng, cũng giấu giếm bí mật của riêng họ. Tuy hơn 2.000 năm trước, lúc tôi đến trái đất, từng rất mạnh ở đó, nhưng trái đất có rất nhiều những ngọn núi có tiếng tăm, tôi không có cách nào có thể lay động được. Ví dụ như vùng núi Tế Trời, vùng núi giữa núi và biển, vùng núi nơi thâm sâu vân vụ, núi Võ Đang, núi Bổ Đề. Những ngọn núi như thế, ở trái đất được gọi là Tam Sơn Ngũ Nhạc đều có sức mạnh bảo vệ thần bí. Dựa vào thực lực của tôi, nếu ở tinh vực khác, chỉ cần đưa tay lên là có thể phá hủy một dãy núi, nhưng ở trái đất, để phá vỡ một dãy núi, đối mặt với những dãy núi kia, cho dù đã điều động hết sức mạnh, cũng không thể nào phá đi được. Viêm Long có chút kiêng dè nói, nhưng cũng may, tôi có thể tùy ý ra vào, nhưng có một ngọn núi, đến cả tôi cũng không thể vào được, chỉ có thể thăm dò được ở quanh đấy thôi. Hả? Vu Bạch Ngọc bỗng hứng thú, hỏi, ngọn núi nào thế? Côn Luân. Viêm Long không giấu giếm, trong lòng vẫn còn sợ nói ra, núi Côn Luân, chính là điểm đến của tinh không cổ lộ, hơn nữa, trận pháp thiên nhiên bảo vệ trái đất, điểm đến cũng chính là núi Côn Luân. Tôi từng nghiên cứu, sức mạnh xung quanh trái đất, đều bị hút hết vào núi Côn Luân, sau đó lại được truyền vào đại trận bảo vệ. Viêm Long nói tiếp, trận pháp bảo vệ trái đất, là lấy trái đất làm nền tảng, còn núi Côn Luân chính là mắt trận. Cho nên tôi đoán là, trận pháp kia là do thiên nhiên hình thành, là bởi vì, trong nhận thức của tôi, không ai có thể bố trí được một trận pháp rộng bao la mênh mông được như vậy cả, lấy tinh vực làm trận pháp, không thể nào tưởng tượng được. Viêm Long tiếp tục nói, cho dù là ông tổ trận pháp trong truyền thuyết, cũng không thể bố trí ra một trận pháp kinh thiên động địa như vậy được. Tóm lại, bên trong núi Côn Luân, có rất nhiều bí mật, tôi cũng không thể xâm nhập vào được, không có cách nào có thể thăm dò được hết tất cả. Các ngọn núi khác, cũng có một bộ phận khu vực, tôi cũng không thể nào vào được, cho nên tôi mới nói, trái đất vô cùng quái lạ. Viêm Long nói một cách nghiêm túc, dựa vào thực lực của ba người chúng ta, không chỉ không thể tiêu hủy được trái đất, mà nếu chúng ta ra tay, có thể sẽ gây ra một vài chuyện bất lợi cho chính mình, thế nên tôi mới từ bỏ ý định giết hại sinh linh ở đó. Anh đang nói đùa sao? Thác Bạt Bồ Tát không thể tin nổi bèn nói, trái đất kinh khủng như vậy à? Ừ. Viêm Long trịnh trọng gật đầu, ngay sau đó nói, hai người chỉ biết là hơn 2.000 năm trước tôi đã dùng cửa không gian để đón tất cả cường giả của trái đất đi. Nhưng hai người lại không biết đến bây giờ vẫn có chuẩn đế sinh ra ở trái đất. Bọn họ đã sử dụng một vài cách để trốn khỏi cảm nhận của tôi, ẩn nấp trong góc trái đất. Mấy vị chuẩn đế kia cũng vô cùng quả quyết, tự biết không phải đối thủ của tôi nên từ đầu đến cuối đều không xuất hiện. Viêm Long nghiêm mặt nói, nhưng tôi vẫn cảm giác được sự tồn tại của bọn họ, chỉ là không có cách nào đoán được vị trí cụ thể. Cũng bởi vì điều này nên tôi vẫn luôn chờ ở trái đất. Hy vọng có thể tìm ra tung tích bọn họ, một lưới bắt hết. Nhưng ai mà ngờ được đám huyết ma chó má đó lại xông vào trái đất từ ngoại vực, hơn nữa thực lực đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, cũng được xếp vào hạng số 1 số 2 trong số các chuẩn đế. Trong mắt Viêm Long lóe lên vẻ ác liệt, cắn răng nói, cho dù là tôi cũng không phải tầm thường, nhưng cuối cùng bị thương rất nặng mới có thể đánh bại được. Không đúng. Thác Bạt Bồ Tát cau mày nói, theo tôi biết. Anh có cửa không gian, trong thời gian ngắn ở trái đất có thể cực tận thăng hoa, không phải sẽ rất dễ dàng xóa bỏ được đám huyết ma cảnh giới chuẩn đế sao? Cực tận thăng hoa chỉ có thể sử dụng một lần, nếu Viêm Long dùng nó để đối phó với huyết ma thì sẽ rất khó đối phó được với những chuẩn đế khác của trái đất đúng không? Vu Bạch Ngọc suy đoán. Đúng, Viêm Long gật đầu nói, ngày đó sau khi tôi bị thương nặng đã không thể tiếp tục ở lại trái đất nữa. Nếu tôi vẫn còn ở trạng thái sung sức, mấy vị chuẩn đế còn sống sót trên trái đất sẽ không làm gì được tôi, nếu bọn họ bắt tay đánh với tôi chỉ cần sử dụng cực tẫn thăng hoa là có thể giết ngược. Nhưng sau khi bị thương nặng,
tôi còn không có đủ sức để đánh trả được một tên chuẩn đế, mặc dù tôi có thể cực tẫn thăng hoa một lần, nhưng nếu tất cả chuẩn đế ở trái đất thay nhau ra trận, tôi khó tránh khỏi gặp nguy hiểm đến tính mạng. Viêm Long bất đắc dĩ nói, vì vậy, để phòng ngừa điều đó, tôi không thể làm gì khác hơn là rời khỏi trái đất. Trong một khoảng thời gian rất dài sau đó, tôi đều ở đây dưỡng thương. Trước đây không lâu, tôi phái 4 tên cấp dưới cảnh giới hóa thần đến trái đất, hy vọng bọn họ có thể dẫn chuẩn đế trên trái đất ra để tôi ra tay. Viêm Long cười khổ nói, đáng tiếc, chuẩn đế trên trái đất không hề xuất hiện. Mà người ngày trước tôi có cảm ứng được, đã phái một người đi, nhưng người đó lại chết ở núi Côn Luân. Nếu không ngoài dự đoán thì chắc hẳn là do Huyền Thiên Tiên Đế gây ra. Huyền Thiên Tiên Đế, Vu Bạch Ngọc nghe thấy vậy thì tò mò hỏi, vừa rồi tôi đã muốn hỏi, năm đó Huyền Thiên Tiên Đế đánh cuộc với chúng ta, nếu Tô Vô Kỵ không có cách nào lấy sức mạnh của bản thân để đối kháng với điểm xấu, cho dù thua thì cậu ta vẫn sẽ không bao giờ quan tâm đến chuyện của trái đất nữa. Mà Tô Vô Kỵ đã thua, hơn 100 năm trước chết trong lôi kiếp Nguyên Anh. Vì thế mà Huyền Thiên Tiên Đế đã mất tích, không phải cậu ta đã cam kết rằng nếu thua sẽ rời khỏi trái đất sao, tại sao ông còn nói cậu ta xuất hiện ở trái đất? Vu Bạch Ngọc vô cùng khó hiểu. Huyền Thiên Tiên Đế này đúng là giỏi tính toán. Viêm Long tức giận nói, nếu không ngoài dự đoán của tôi thì cậu ta đã từ bỏ thân xác, lấy linh hồn để đầu thai, lớn lên ở trái đất, hoàn toàn trở thành người trái đất. Khoảng 2-3 tháng trước, cậu ta đã khôi phục trí nhớ, sau đó tỉnh ngộ, bây giờ có lẽ đã thành công lên trúc cơ rồi. Viêm Long lo lắng nói, nếu như cho cậu ta thêm một ít thời gian, khó đảm bảo cậu ta sẽ trở thành tiên đế lần nữa, tạo ra uy hiếp với chúng ta. Trừ cậu ta ra, huyết ma cũng sống lại, tuyệt đối không thể để bọn họ phát triển, nếu không sẽ rất bất lợi với chúng ta. Viêm Long, anh cứ nói đi, cần phải làm gì? Thác Bạt Bồ Tát hỏi. Trận pháp bảo vệ trái đất lại mạnh hơn, lấy sức mạnh của tôi thì rất khó đến trái đất dẫn người tu chân cảnh giới hóa thần đi. Viêm Long nói, mà tu vi cảnh giới Nguyên Anh đến trái đất sẽ hạ xuống, cùng lắm chỉ còn thực lực kết đan. Bây giờ cải biến giới luyện võ ở trái đất đã được khởi động, có không ít cao thủ võ tôn có thể so với kết đan, cảnh giới kết đan không làm được chuyện gì cả. Cho nên tôi muốn mời 2 người hợp sức với tôi tạo ra một lỗ hổng để phái 10 tên hỏa thần đến trái đất, nhân lúc huyết ma và Huyền Thiên Tiên Đế chưa trưởng thành, bóp chết bọn họ từ trong nôi. Lại tăng cường. Thác Bạt Bồ Tát nghe vậy thì cẩn thận đưa mắt nhìn xuống hành tinh màu xanh phía dưới, sau khi thăm dò, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, lẩm bẩm, quả nhiên đại trận bảo vệ trái đất thần bí khó lường, hơn nữa còn mạnh hơn rất nhiều rồi. Nếu như để nó mạnh hơn nữa, sợ rằng 3 người chúng ta hợp lực cũng không có cách nào tạo ra được lỗ hổng, chứ đừng nói đến việc đi vào trái đất. Thác Bạt Bồ Tát nhìn về phía Viêm Long, quả quyết gật đầu nói, được, bao giờ thì ra tay. Ngay bây giờ, Viêm Long nghiêm mặt nói, thời gian không đợi ai cả, cho dù là ra tay bây giờ, chỉ sợ cũng phải nửa năm sau mới tạo được một lỗ hổng. Bạch Ngọc Tiên Đế, ý anh như thế nào? Đương nhiên không thành vấn đề, năm đó tôi mới vừa trở thành tiên đế, vẫn còn rất ngông cuồng, cũng muốn đánh Huyền Thiên Tiên Đế vào cửu u địa ngục với 2 người. Vu Bạch Ngọc lạnh nhạt nói, đương nhiên tôi không muốn thấy cậu ta trưởng thành lần nữa, nếu có thể giết cậu ta là tốt nhất. Chẳng qua là... Vu Bạch Ngọc bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía Viêm Long, tò mò hỏi, tiên đế Viêm Long, tôi muốn biết rốt cuộc âm mưu với trái đất hơn 2.000 năm của anh là vì cái gì? Vu Bạch Ngọc không biết nguyên nhân, anh ta chỉ được tiên đế Viêm Long mời, cho nên mới gia nhập vào phe của Viêm Long, hơn 2.000 năm trước, trận pháp bảo vệ trái đất cũng đã rất mạnh rồi, Viêm Long có thể tạo ra một lỗ hổng, nhưng không có cách nào đi vào trái đất. Viêm Long đã nghiên cứu rồi. Chỉ có 3 vị tiên đế bắt tay mới có thể đưa một vị tiên đế vào trái đất. Cho nên, anh ta đã tìm được Vu Bạch Ngọc và Thác Bạt Bồ Tát. Vì vậy không chỉ có Vu Bạch Ngọc không biết nguyên nhân, Thác Bạt Bồ Tát cũng không biết. Vào lúc này, Thác Bạt Bồ Tát cũng tò mò nhìn về phía Viêm Long, muốn biết câu trả lời. Chuyện này sao? Viêm Long dừng một chút rồi nói, bây giờ không tiện nói cho 2 người, nhưng 2 người cứ yên tâm. Chuyện này thành công sẽ không hề có bất lợi với 2 người, hãy tin tưởng tôi. Được rồi, tôi mặc kệ anh muốn làm gì, tôi chỉ cảm thấy hứng thú với việc xóa sổ Huyền Thiên Tiên Đế thôi. Vu Bạch Ngọc lắc đầu một cái,
cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Sau đó, tiên đế Viêm Long, Bạch Ngọc tiên đế, Thác Bạt tiên đế, ba vị tiên đế ngoại vực đồng thời vận chuyển công pháp, bắt đầu ra tay với đại trận bảo vệ trái đất. Hơn 2.000 năm trước, ba người bọn họ đã tốn hơn 40 năm mới tạo được một lỗ hổng vào trái đất, đưa tiên đế Viêm Long vào đó. Hơn 100 năm trước, tiên đế Viêm Long lại tốn 2-3 năm mới đưa được 4 người tu chân cảnh giới hóa thần vào trái đất. Bây giờ đại trận bảo vệ trái đất đã được tăng cường, cho dù ba vị tiên đế hợp sức thì cũng phải tốn ít nhất là nửa năm mới có thể tạo ra được một lỗ hổng. Nhưng mà, đó mới chỉ là dưới tình huống bình thường, trên thực tế Viêm Long tiên vẫn giấu giếm điều gì đó. Nửa năm sau, chỉ cần tạo ra được một lỗ hổng, chắc chắn anh ta có thể tiến vào trái đất với trạng thái sung sức. Đây là bí mật của anh ta, chưa nói cho Thác Bạt Bồ Tát và Vu Bạch Ngọc. Vào giờ phút này, trong một sơn cốc ở trái đất, cây cối mọc tùm, non xanh nước biếc. Một ông lão râu tóc bạc trắng đang ngồi xếp bằng ở trên tảng đá xanh bên dòng suối. Ông lão này mặc áo bào trắng, tiên phong đạo cốt, cả người tràn ngập khí tức xuất trần. Một người đàn ông trung niên 30-40 tuổi đang cung kính đứng bên cạnh ông lão, không dám có hành động thái quá nào. Người đàn ông trung niên kia có vẻ mặt nhã nhặn, khí chất bất phàm, nếu được sinh ra ở thời cổ đại thì chắc chắn sẽ là một mưu sĩ một câu bình định thiên hạ. Nếu như Tô Thương ở đây, chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Bởi vì người đàn ông trung niên này không phải ai khác, mà chính là phó đội trưởng đội vệ sĩ nhà họ Tô, Quách Ý. Ban đầu, Tô Thương nhìn ra Quách Ý có căn cốt không tệ, liền dùng mấy viên đá năng lượng giúp anh ta đặt chân đến hàng ngũ tu chân. Ngay cả bản thân Tô Thương còn phải giàu dĩ vì đá năng lượng, cho nên liền lựa chọn nuôi thả, đưa cho Quách Ý một ít đá năng lượng, để Quách Ý đi ra ngoài tự tìm việc kiếm sống. Còn về việc có thể đi đến mức nào thì phải xem chính bản thân Quách Ý rồi. Tô Thương cũng không nghĩ nhiều, tạm thời coi như là đầu tư một lần, hơn nữa thiên phú của Quách Ý quả thật rất tốt. Anh không muốn để Quách Ý đi theo bên cạnh mình, tránh bị mai một. Lúc này, khí tức của Quách Ý đã mạnh hơn trước đó rất nhiều, thậm chí cho dù là Tây Môn Phong Vân gặp được anh ta cũng chưa chắc đã có thể dễ dàng chiến thắng. Kết đan đỉnh phong. Không sai, trong khoảng thời gian này, Quách Ý đã từ luyện khí tầng 1 đến kết đan đỉnh phong. Đây là chuyện gần như không thể xảy ra, nhưng ngờ có ông lão áo bào trắng ngồi xếp bằng trước mặt, anh ta đã làm được. Cũng bởi vì điều đó nên Quách Ý vô cùng kính trọng ông lão áo bào trắng tiên phong đạo cốt này. Quách Ý, cậu đi theo tôi bao lâu rồi? Lúc này, ông lão áo bào trắng mở miệng hỏi, cũng không mở hai mắt ra, giọng nói già nua nhưng lại vang vọng khắp sơn cốc. Bẩm lão tiên sinh, chưa đủ một tháng, 24 ngày. Quách Ý đầu tiên là chắp tay, sau đó đáp lại đúng sự thật. 24 ngày. Ông lão áo bào trắng khẽ cười nói, trong thời gian ngắn như vậy mà tôi đã để cậu đặt chân đến kết đan đỉnh phong, vậy mà cậu vẫn không chịu bái tôi làm thầy sao? Lão tiên sinh, trước đó tôi đã nói rõ với ngài rồi, tôi đã có chủ nhân. Không tiện bái sư, Quách Ý kiên định nói, bái sư cũng được, nhưng cần được chủ nhân tôi đồng ý đã. Còn về thực lực của tôi là lão tiên sinh ngài tự nguyện truyền thụ cho, cũng không thể coi như lý do bắt tôi bái sư được. Quách Ý không lưu luyến chút nào, nói tiếp, nếu lão tiên sinh cảm thấy hành động của tôi khiến ngài bất mãn, ngài cứ việc lấy lại thực lực của tôi. Tin chắc với năng lực của ngài, chắc chắn sẽ dễ dàng làm được. Quách Ý, có thể nói cho tôi rốt cuộc chủ nhân của cậu là thần thánh phương nào, lại để cậu kính trọng như vậy, tình nguyện bỏ qua cơ hội một bước lên trời cũng phải giữ vững sự kính trọng với cậu ta. Ông lão áo bào trắng nghi ngờ nói, chủ nhân của tôi. Quách Ý nhớ tới Tô Thương, mỉm cười nói, cậu ấy không phải thần thánh gì cả, có lẽ thực lực bây giờ còn không bằng tôi. Nhưng cậu ấy rất tốt với tôi luôn ghi nhớ trong lòng, ban đầu cậu ấy cũng không có linh thạch, nhưng lại chịu giúp tôi đặt chân lên con đường tu chân, trước khi chia tay còn tặng tôi một ít đá năng lượng, tôi không thể quên được ơn tình này. Hừm, ông lão áo bào trắng nghe vậy, nhưng tức giận nói, Quách Ý. Tôi nhìn chúng thiên phú của cậu nên mới có thể lấy linh khí của mình để giúp cậu, khiến cậu đạt được sức mạnh lớn như thế trong thời gian ngắn, hy vọng cậu đừng không biết phải trái, tránh cái mất nhiều hơn cái được. Bây giờ tôi sẽ cho cậu thêm một cơ hội, nếu cậu bái tôi làm thầy,
từ nay về sau không liên lạc với người mà cậu gọi là chủ nhân nữa, tôi sẽ giúp cậu đặt chân đến Nguyên Anh, trở thành cường giả trong thế giới này. Ông lão áo bào trắng trầm giọng nói, nếu như cậu từ chối, vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Tôi không chỉ lấy lại thực lực của cậu mà còn khiến cậu hồn phi phách tán. Một bên là một bước lên mây, một bên là vạn kiếp bất phục, Quách Ý, cậu sẽ đưa ra quyết định chính xác, đúng không? Ông lão áo bào trắng lạnh lùng cười nói. Vâng. Quách Ý gật đầu nói, từ trước đến nay quyết định mà tôi đưa ra luôn cực kỳ chính xác. Ha ha, không tệ, đây mới là thiên tài mà tôi nhìn chúng, kể từ hôm nay, cậu chính là đệ tử của tôi. Ông lão áo bào trắng cho rằng Quách Ý đồng ý, lập tức mừng rỡ khôn xiết. Nhưng ông ta còn chưa nói hết, Quách Ý đã ngắt lời, lão tiên sinh, không cần ngài ra tay, bây giờ tôi sẽ tự phế bỏ đan điền. Tất cả công lực của tôi đều đến từ ngài, bây giờ sẽ trả nó lại cho ngài. Vừa dứt lời, Quách Ý khép hờ hai mắt, bỗng nhiên nâng tay lên muốn đánh vào đan điền của mình. Dừng tay! Ông lão áo bào trắng thấy vậy, cuối cùng đã mở hai mắt ra, quát to một tiếng, trong phút chốc không gian như dừng lại. Quách Ý cũng lập tức dừng động tác, không phải là anh ta không muốn động, mà là không thể động. Ông lão áo bào trắng chỉ cần suy nghĩ một cái là xung quanh như tạm dừng lại vậy. Quách Ý không có cách nào nhúc nhích, hoa cỏ cây cối cũng giống như vậy, ngay nước suối đang chảy róc rách cũng dừng lại. Một lời vừa ra, vạn pháp nghe theo. Đây cũng là thực lực của ông lão áo bào trắng, vô cùng kinh khủng. Quách Ý, cậu rất tốt. Đối mặt với cám dỗ một bước lên trời vẫn có thể giữ vững ý chí trong lòng, không làm hạng người vong ân phụ nghĩa, cậu đã thông qua thử thách của tôi. Ông lão áo bào trắng đứng lên, chậm rãi đi về phía Quách Ý bất động. Vóc người của ông ta cũng không cao lớn, thậm chí còn hơi thấp bé, nhìn qua dường như chỉ cao 1m4, 5 gì đó. Nhưng trên người ông ta lại tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, khiến không gian xung quanh bị nghiền ép đến mức run rẩy. Ông lão áo bào trắng đạp lên không, những nơi ông ta đi qua, không khí đều tự động phân nhánh. 24 ngày qua, tôi vẫn luôn quan sát cậu, tôi phát hiện thiên phú tu chân của cậu cực kỳ cao, tất cả đệ tử của tôi đều không có ai có thể so sánh được với cậu. Ông lão áo bào trắng nói tiếp, không giấu gì cậu, tôi có 500 đệ tử, ban đầu cũng ban cho họ cơ hội giống cậu, nhưng tốc độ tất cả bọn họ lên cấp trong vòng 24 ngày đều không bằng cậu. Đệ tử mạnh nhất cũng chỉ đặt chân đến kết đan trung kỳ. Dĩ nhiên tôi nhận học trò, thiên phú tu chân chỉ là một mặt, thứ tôi coi trọng nhất chính là cái này. Vừa nói ông lão áo bào trắng vừa chỉ vào đầu mình, sau đó nói tiếp, trải qua khoảng thời gian tìm hiểu này, tôi phát hiện cậu giỏi về mưu lược, trong lồng ngực tự có càn khôn. Nhất là vừa rồi, cậu biết rõ tôi mất rất nhiều công sức mới khiến cậu đến kết đan đỉnh phong, sẽ không thể giết cậu, lời lúc trước cũng chỉ để dọa cậu thôi. Cho nên cậu liền lấy lùi làm tiến, tự mình ra tay muốn phế bỏ đan điền, ép tôi ra mặt ngăn cản. Ông lão áo bào trắng vung tay một cái, xung quanh liền khôi phục bình thường, nước suối tiếp tục chảy, chim hót côn trùng kêu vang, Quách Ý cũng có thể động. Ông lão áo bào trắng nở nụ cười nhìn Quách Ý nói, Quách Ý, có phải như thế không? Quả nhiên không lừa được lão tiên sinh. Quách Ý tiến lên đối mặt với ánh mắt của ông lão áo bào trắng, sau đó nói. Nếu lão tiên sinh đã phát hiện ra, tại sao vẫn ra tay ngăn cản tôi? Dĩ nhiên là nể mặt cậu rồi, dù sao cậu là đệ tử của tôi mà. Ông lão áo bào trắng vuốt râu cười nói. Lão tiên sinh nhớ nhầm rồi, tôi chưa bao giờ đồng ý bái nhập môn hạ của ngài. Quách Ý nghiêm mặt nói. Ha ha, cũng được, trước kia tôi cũng hay xài cái chiêu lạt mềm buộc chặt này lắm. Ông lão áo bào trắng cười nói, sở dĩ cậu gây khó dễ. Không phải là vì muốn được tôi coi trọng sao, cậu đang gia tăng giá trị của mình lên. Thật ra thì trong lòng cậu còn chờ mong được trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác, cậu hướng tới thực lực, có thể lừa gạt được người khác nhưng không gạt được tôi đâu, làm sao cậu có thể bỏ qua cơ hội này được. Quách Ý nghe thấy vậy cũng không phản bác, vẻ mặt còn hơi hốt hoảng, hiển nhiên đã bị ông lão áo bào trắng nói trúng. Cậu không cần sợ. Khát vọng trở nên mạnh mẽ là quyết tâm cần thiết của mỗi một người tu chân, nếu cậu không có quyết tâm này, chưa chắc tôi đã nhìn trúng cậu. Ông lão áo bào trắng nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó lại hỏi, chẳng qua là tôi khá hiếu kỳ, cậu là thật lòng kính sợ chủ nhân trong miệng cậu, hay chỉ giả vờ?
tôi muốn trở nên mạnh mẽ là thật, kính sợ chủ nhân cũng là thật. Quách Ý nghiêm mặt nói, lão tiên sinh, nếu ông đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi thì tôi cũng không cần phải giả vờ nữa. Đúng là tôi khao khát trở thành cường giả chân chính, nhưng tôi vẫn giữ câu nói kia, không được chủ nhân cho phép, tôi không thể bái sư, ông còn muốn giúp tôi nữa không? Đương nhiên rồi. Ông lão áo bào trắng gật đầu một cái, khẽ cười nói, từ nay về sau, cậu cứ thuận tiện gọi tôi là lão tiên sinh là được, tôi sẽ nhanh chóng khiến cậu có được thực lực hàng đầu. Như vậy thì cảm ơn lão tiên sinh, Quách Ý chắp tay, khách khí nói. Không cần khách khí, ông lão áo trắng mỉm cười, sau đó lại nói, nhiều nhất là nửa năm, tôi sẽ có thể để cậu lên cấp Nguyên Anh, đến lúc đó cậu sẽ có thể rời núi trở về Giang Bắc rồi. Giang Bắc, Quách Ý nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, nghi ngờ nói, lão tiên sinh, ông vừa nói trở về Giang Bắc, dùng chữ trở về, chẳng lẽ ông biết tôi đến từ Giang Bắc? Ha ha! Ông lão áo bào trắng cũng không trả lời thẳng câu hỏi này, mà nói, nửa năm sau, Giang Bắc sẽ xảy ra một chuyện lớn, chủ nhân của cậu cần cậu, nửa năm này cậu phải cố gắng đấy. Là chuyện lớn gì? Quách Ý không nhịn được hỏi. Một chuyện lớn liên quan đến giới luyện võ, mặc dù năm đó tôi không tham gia chuẩn bị, nhưng chuyện này liên quan tới trái đất, có thể thoát khỏi tiên đế ngoại vực hay không thì phải xem biến cố nửa năm sau, đương nhiên tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ông lão áo bào trắng nói tiếp, không chỉ là tôi, chắc hẳn mấy tên kia cũng sẽ ra tay. Hai, hơn 2000 năm trước, mấy lão già chúng tôi phát hiện ra tiên đế ngoại vực hùng mạnh, không dám chống lại mà lựa chọn sống tạm bợ cho qua ngày. Tôi trơ mắt nhìn bạn tốt ngày xưa, 500 đệ tử và đông đảo cường giả trái đất bị đưa vào cửa không gian, nhưng tôi không thể làm gì, lần này đại hạn của tôi đã buông xuống, nói không chừng cũng phải đánh một trận rồi. Dường như ông lão áo bào trắng đang nhớ lại chuyện cũ, vẻ mặt không còn bình tĩnh nữa, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hai mắt vô cùng thâm thúy. Quách Ý thì chẳng hiểu gì cả, cũng không biết ông lão áo bào trắng đang nói gì. Sau khi dừng lại mấy giây, Quách Ý hỏi lại lần nữa, lão tiên sinh, có thể nói cho tôi rốt cuộc ông đang ở cảnh giới gì không? Cái này sao, nói cho cậu cũng được. Ông lão áo bào trắng cười nói, trên con đường tu chân, bắt đầu là luyện khí, sau đó là trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần. Sau hóa thần chính là độ kiếp, vượt qua kiếp nạn, cuối cùng thành tiên đế. Ông lão áo bào trắng khẽ cười nói, tôi đã vượt qua độ kiếp, nhưng chưa đạt đến tiên đế, nếu cho tôi thời gian, tôi nhất định có thể trở thành tiên đế chân chính. Cho nên nói nôm na thì coi như là chuẩn tiên đế đi. Tiên đế, chuẩn tiên đế. Quách Ý nghe thấy vậy thì vô cùng khiếp sợ, hỏi tôi cũng nghe được một ít truyền thuyết về tu chân, không phải trong trời đất có quy luật lực lượng, người tu chân ở trái đất sẽ không có cách nào đặt chân vào kết đan sao, nếu không sẽ gặp đủ bất hạnh khốn khổ, tại sao ông lại? Quy luật thiên đạo mà cậu đang nói đến là do mấy tiên đế ngoại vực tạo ra, không có bất cứ ảnh hưởng gì với tu sĩ chạm đến cấp đế cả. Thì ra là như vậy. Đây là lần đầu tiên Quách Ý nghe được cách giải thích này. Ngay sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền hỏi tiếp, lão tiên sinh, tôi còn cách cảnh giới tiên đế mà ông nói khá xa, nhưng tại sao tôi có thể đặt chân đến kết đan mà không chịu bất hạnh khốn khổ? Bởi vì có tôi ở bên cạnh cậu. Ông lão áo bào trắng đáp lại, có tôi ở đây, quy luật chuẩn đế của tôi sẽ che chở cho cậu, đương nhiên điền rủi sẽ không thể chạm vào cậu tí nào. Quách Ý gật đầu một cái, sau đó hỏi, nửa năm sau, ông sẽ đến Giang Bắc với tôi sao? Không. Ông lão áo bào trắng lắc đầu nói, nửa năm sau vẫn chưa phải là lúc tôi xuất hiện, nếu tôi xuất hiện chỉ sẽ dẫn tới những phản ứng không tốt. Vậy tự tôi đi Giang Bắc kiểu gì, không phải rời khỏi ông tôi sẽ bị điềm rủi bám theo sao? Quách Ý nghi ngờ nói. Ha ha, cậu không cần nghĩ nhiều như thế, đến lúc đó tôi ắt sẽ có cách giúp cậu đạt đến cảnh giới Nguyên Anh, đi khắp thiên hạ. Ông lão áo bào trắng tự tin nói. Nghe đối phương nói như vậy, Quách Ý cũng yên lòng, chỉ là bây giờ anh ta vẫn còn một điều khó hiểu, thế là không nhịn được hỏi, lão tiên sinh, vừa rồi ông nhắc đến hơn 2000 năm trước, chắc chắn số tuổi của ông đã vượt qua 20 thế kỷ. Trông ông còn trẻ như vậy mà đã đi qua dòng sông lịch sử lâu đời, chắc chắn sẽ có danh hiệu, có thể nói cho vãn bối biết tên tuổi của ngài không? Quách Ý chắp tay, cung kính hỏi. Hư danh chỉ là mây khói thôi,
nếu cậu muốn biết, tôi cũng có thể nói cho cậu. Ông lão áo bào trắng cười nói, cậu đoán không sai, tôi khá có danh tiếng trong dòng sông lịch sử đó, nhưng danh tiếng này không phải do tôi tự gây dựng ra, mà là đệ tử tôi. Lúc trước tôi đã từng nói với cậu, tôi có 500 đệ tử, trong đó không thiếu những thiên tài, để lại tên tuổi vang vọng ở trong lịch sử rất dài. Ông lão áo bào trắng nói tiếp, năm đó sở dĩ tôi không rời núi, là bởi vì thời cơ chưa tới, chưa có cách nào thống nhất thiên hạ, ai cũng không thể làm được. Chỉ khi nào vị tổ long kia được sinh ra theo khí vận trời đất mới có thể nhất thống năm châu bốn biển, uy chấn cửu thiên thập địa. Nhưng đám đệ tử kia của tôi lại không tin, cứ muốn thử một lần, muốn thay đổi thiên mệnh, kết quả bọn họ đều không thành công. Ông lão áo bào trắng không hề tức giận, cứ như đứa con nhà mình nghịch ngợm gây ra phiền toái nhỏ vậy. Lúc nhớ lại 500 đệ tử, trong mắt toàn là vẻ hiền hòa. Tổ long, ngài đang nói đến thiên cổ nhất đế. Hoàng đế mới. Quách Hí kích động hỏi. Ông lão áo bào trắng gật đầu nói, không sai. Trước khi Tổ Long xuất hiện, đệ tử của ngài đã nổi tiếng khắp thiên hạ, đây chẳng phải là thời kỳ chiến quốc sao? Dám hỏi lão tiên sinh, rốt cuộc ngài là? Quách Hí vô cùng hưng phấn, mong đợi hỏi. Ha ha, lão phu nói ra danh hiệu của mấy đệ tử thì cậu sẽ biết. Ông lão áo bào trắng vuốt râu. Ngay sau đó nói ra mấy nhân vật lịch sử mà Quách Hí vô cùng quen thuộc. Quách Hí vô cùng ngạc nhiên, ngây người tại chỗ. Tô Tần, Trương Nghi, Tôn Tấn, Thương Ưởng, Lý Tư, Từ Phúc, Mao Toại. Những người này, toàn bộ đều là đệ tử của ông lão áo trắng. Bọn họ đều là danh nhân trong lịch sử, lại còn nổi tiếng muôn đời, đến tận bây giờ vẫn còn nghe về những chuyện xưa của họ. Quách Hí vì là người hiện đại. Nghe đến mấy danh xưng nổi tiếng này, đột nhiên khiếp sợ không gì sánh nổi. Tất nhiên, điều làm cậu ấy giật mình hơn, vẫn là thân phận của ông lão áo trắng. Ông lão áo trắng, là sư phụ của những người này đó. Ông ấy có 500 đệ tử, Tô Tần, Trương Nghi, Tôn Tấn, Thương Ương, đều là đệ tử của ông, thế thì có thể nói, ông. Quách Hí nhìn vào lão già áo trắng, run rẩy cuống họng nói, ông chính là Quỷ Cốc Tử. Không sai. Lão già áo trắng vuốt vuốt râu, gật đầu thừa nhận nói, ông đây chính là Huyền Vi chân nhân, Quỷ Cốc Tử. Quỷ Cốc Tử. Đúng thật là Quỷ Cốc Tử rồi. Quách Hí từng đi theo Tô Thần binh chinh chiến nơi xa trường, lúc đó đảm nhận chức vụ quân sư, bày mưu tính kế cho Tô Thần binh. Đời này của cậu ấy, đọc vô số sách cổ binh pháp, tuyệt đối không thể thiếu bóng dáng của Quỷ Cốc Tử rồi. Người Quách Hí sùng bái nhất. Cũng chính là Quỷ Cốc Tử, trong lòng cậu ấy, Quỷ Cốc Tử cũng chính là ngọn núi cao không thể vượt qua. Cái gọi là ngưỡng mộ núi cao, có lẽ cũng chính là cảm giác này. Giờ phút này, Quách Hí lại được gặp Quỷ Cốc Tử, trong lòng vừa khiếp sợ vừa vui sướng, khó che giấu được. Nhưng ý thì rất rõ ràng, cậu ấy vẫn từ chối yêu cầu của Quỷ Cốc Tử. Cũng không phải do Quách Hí lại làm ra vẻ, mà do cậu ấy thấy chuyện lớn như vậy. Cần phải được cậu chủ đồng ý. Nếu không có quan hệ này với Tô Thương, thì cậu ấy tất nhiên sẽ không chần chờ mà trực tiếp bái Quỷ Cốc Tử làm sư phụ rồi. Dù sao, từ đó tới nay, mình đã kính nể mấy người Tô Tần, Trương Nghi rồi, nên nếu là đồng môn của họ thì thật là vinh dự biết mấy. Tên nhóc này, được rồi, không bái thì không bái, nhưng sớm muộn cũng có ngày, cậu sẽ phải gọi tôi một tiếng sư phụ, rồi trở thành đệ tử của Quỷ Cốc thôi. Quỷ Cốc Tử cũng không để ý, lập tức liền nói, nửa năm sau, cậu cũng đừng đi đâu, ở lại Sơn Cốc tu luyện cho tốt, để còn ứng phó với biến lớn ở Giang Bắc. Vâng, Quách Hí cung kính đồng ý. Chuyện ở Giang Bắc nửa năm sau, có liên quan đến sự tồn vong của trái đất. Sau khi nói xong, Quỷ Cốc Tử ngẩng đầu hướng lên trời, thầm nghĩ trong lòng, tiên đế ngoại vực, tất nhiên sẽ ngăn cản linh khí khôi phục, từ đó khống chế trái đất được tốt hơn. Dương Vương Minh Thiên Cơ Môn từng thấy được một góc của tương lai, có một tên tiên đế ngoại vực, đã xuất hiện và giữ lại được toàn bộ thực lực khi đến trái đất. Đây chính là cảnh giới tiên đế chân chính đó, sợ rằng mấy lão già ở trái đất chúng ta có liên thủ với nhau, cũng không có cách nào chống lại được. Nghĩ đến đây, trong mắt Quỷ Cốc Tử lóe lên một ánh sáng, trong thiên hạ, có thể ngăn cản được tiên đế ngoại vực, có lẽ chỉ có thể là Tổ Long mà thôi. Tổ Long chính là người đã được định trước, quét ngang trên trời dưới đất, mà trước đó chưa từng xuất hiện,
ngoài ra bất kỳ ai cũng không thể làm thiên hạ thống nhất được. Những học trò của mình, tranh giành lẫn nhau, cũng không thể thay đổi được số kiếp của Tổ Long, cuối cùng thì ông ấy sẽ trở thành hoàng đế ngàn đời, nắm giữ toàn bộ Giang Sơn. Hơn 2.000 năm trước, Tổ Long biết được tiên đế ngoại vực đang rình rập, vì tìm cách phá giải, mà một mình phá vỡ hư không, đi ngoại vực, trước khi đi nói mình nhất định phải chịu đựng, sớm muộn cũng có ngày ông ấy sẽ trở về. Quỷ Cốc Tử tự lẩm bẩm, bây giờ đã hơn 2.000 năm rồi, cũng không biết Tổ Long như thế nào, có phải là đã có năng lực chặn đánh những tiên đế ngoại vực đó rồi sao? Còn nữa, cái vị đại nhân vật thông thiên kia xuất hiện hơn 100 năm trước, cuối cùng là ai chứ? Vì sao mà mình lại quen thuộc với khí tức của ông ấy? Ông ấy có thật sự là người ở trái đất không? Hay là người ngoại vực ngoại lai chứ? Quỷ Cốc Tử nghĩ mãi không ra, cuối cùng cũng không đoán nhiều nữa. Tiền bối, đệ tử của ông, bọn người Tô Tần, Trương Nghi bây giờ thế nào, có còn sống hay không? Lúc này, Quách Ý nhịn không được mà hỏi. Những người này đều là thần tượng của cậu ấy, nếu như còn sống, Quách Ý tất nhiên muốn mở mang kiến thức một chút. Hơn 2.000 năm trước, tiên đế ngoại vực ý đổ bước vào trái đất, bọn họ phần lớn đều bước chân vào đại trận thiên nhiên bảo vệ trái đất, hóa thành năng lượng trận pháp, còn một số khác, bị đưa đi ngoại vực, sống chết chưa rõ. Nhắc đến chuyện này, Quỷ Cốc Tử lộ ra một vẻ thương cảm, rồi nói có điều, cũng có hai đệ tử còn sống. Hai người này là, Quách Hí hỏi. Quỷ Cốc Tử vuốt vuốt râu, nói thật, Thương Ưởng, Bạch Khởi. Thương Ưởng, Bạch Khởi. Quách Hí kích động nói, cải cách đổi mới, Thương Ưởng đã giữ vững nền tảng của nước Tần, sát thần Bạch Khởi lừa chết mấy chục vạn địch, vậy mà bọn họ vẫn còn ở trên đời này. Tiền bối, xin hỏi, Thương Ưởng và Bạch Khởi bây giờ là cảnh giới gì? Quách Hí hỏi. Không rõ nữa, tôi với hai bọn chúng, lâu lắm không liên lạc, chắc chắn bây giờ vẫn còn ở cảnh giới chuẩn tiên đế đó. Quỷ Cốc Tử nói. Chuẩn tiên đế. Quách Hí trong mắt tràn đầy ngóng trông, sau đó nghi ngờ hỏi, tiền bối, Thương Ưởng là đệ tử của ông, điểm này trên sử sách có ghi chép, có điều sát thần Bạch Khởi cũng là đệ tử của ông hả? Ừm. Quỷ Cốc Tử gật đầu nói, năm đó có một lần ra ngoài, tôi thu nhận ông ấy, truyền cho ông ấy binh pháp vô thượng, trận đồ cùng với hành quân pháp kỳ diệu, còn đời sau không ghi chép lại, có lẽ ông ấy không muốn để tôi mang tiếng xấu đó. Dù sao thì trận chiến đó, ông ấy lừa mấy chục vạn mạng sống, tội ác ngập trời, phần nhân quả này, ông ấy không muốn để tôi tiếp nhận, vì thế nên mới giấu giếm. Quỷ Cốc Tử nói, thì ra là thế. Quách Hí như hiểu ra. Không ngờ Bạch Khởi Vũ An Quân, lại là đệ tử của Quỷ Cốc Tử. Hai người họ, có lẽ nhanh nhất là nửa năm nữa sẽ tỉnh lại, không biết có đi Giang Bắc hay không. Có lẽ tỷ lệ không đi cao hơn, trước khi Tổ Long phá hủy hư không, từng để lại mệnh lệnh, cường giả cấp chuẩn tiên đế khác, không được lộ diện, hai người họ cực kỳ nghe theo mệnh lệnh của Tổ Long, chắc chắn không trái lệnh. Quỷ Cốc Tử nói xong, ánh mắt nhìn vào Quách Hí, nói, được rồi. Những chuyện nên biết thì tôi đều nói cho cậu biết rồi, bây giờ tiếp tục tu luyện đi, hy vọng nửa năm sau, cậu có thể đạt đến Nguyên Anh trở lên thì tốt. Hóa thần trên trái đất, độ kiếp cảnh giới cao thủ, hoặc là chết, hoặc là đi ngoại vực, người tu chân đã xuất hiện không liên tục, nếu cậu đạt đến Nguyên Anh đỉnh phong, thậm chí là hóa thần, thì chắc chắn có quyền lên tiếng rồi. Nếu chuẩn tiên đế không xuất hiện thì nửa năm sau ở Giang Bắc, có lẽ cần cậu đến chủ trì đại cục đó. Quỷ Cốc Tử nói tiếp, cậu chủ Tô Thương của cậu, chính là hậu nhân của Tô Vô Kỵ, Tô Vô Kỵ lại cùng với vị đại nhân vật thông thiên hơn 100 năm trước có quan hệ không tầm thường. Vì thế, Tô Thương thân là hậu nhân nhà họ Tô, gánh vác sứ mệnh trọng đại, nếu cậu muốn cậu ta bình yên vô sự, thì bản thân mình phải mạnh lên. Được. Quách Hí nghiêm túc gật đầu, ánh mắt trở nên kiên định hơn. Sau đó, Quỷ Cốc Tử liền để Quách Hí ngồi khoanh chân. Giúp Quách Hí tiếp tục tu luyện. Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, phía bắc Myanmar, một lão già khoảng 70-80 tuổi, trên người mặc áo choàng, đang đi trong một cái trại với đầy đủ vũ trang. Cái trại này, là cơ sở giao dịch lớn nhất thế giới của nước D, chính là nơi sản sinh ra những chất độc hại nhất trên toàn thế giới. Bên trong trại, có mấy ngàn đội vũ được trang bị vũ khí đầy đủ, thậm chí có cả vũ khí hạng nặng. Đồng thời dân chúng bốn phía, tất cả cũng không tốt đẹp gì,
họ dựa vào vật phẩm của nước đê mà trục lợi, làm hại muôn dân. Lão già khoảng 80 tuổi mặc áo trường bào kia, toàn thân đẫm máu, trên mặt, trên quần áo, toàn bộ đều là vết máu, thậm chí có nhiều chỗ vết máu còn đông cứng lại. Rõ ràng là ông ấy cứ một đường mà đi, những nơi ông ấy đi qua, xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông. Những tên lính đầy đủ vũ trang kia, căn bản không làm gì được ông ấy, đạn bắn vào người ông ấy, không tạo được bất kỳ tổn thương gì, đến quần áo cũng không làm rách được. Sau khi tận mắt nhìn thấy lão già kia khủng bố như thế, những binh lính may mắn sống sót tại hiện trường, toàn bộ trong lòng đều run sợ, hoảng loạn đến sắc mặt trắng bệch, thậm chí có người còn run lẩy bẩy. Nhưng cuối cùng, tướng quân trong trại vẫn lấy hết dũng khí, giọng điệu lạnh lùng nói, lão già kia, dừng lại, không được bước lên trước nữa, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí. Cái lão già mặt mũi nhăn nheo này, cũng không vì thế mà dừng lại, thậm chí còn không mở miệng trả lời. Bắn ông ta cho tôi. Tướng quân không thể nhịn được nữa mà ra lệnh. Sau một giây, mười mấy viên đạn, từ bốn phương tám hướng bắn qua, đánh vào thẳng vào lão già, hiện trường lập tức khói lửa cuồn cuộn. Ha ha, không né tránh được, lão già kia, lần này ông chắc chắn phải chết. Tướng quân thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhịn không được mà thoải mái cười to, sau đó liền ra lệnh, người đâu, qua tìm xác ông ta, tôi muốn để cho chó ăn, coi như lòng tôi được. Tướng quân đang nói, nhưng đột nhiên dừng lại, trên mặt toát ra vẻ cực kỳ khủng hoảng, run rẩy cuống họng nói, chuyện này, .sao có thể. Mười mấy viên đạn, cũng được làm bằng sắt, đã bị hỏng rồi sao, sao ông ta? Chỉ thấy phía trước, sau khi khói lửa tản đi, lão già kia không hề bị thương bất kỳ chỗ nào, đồng thời còn đang từng bước đi tới. Thấy cảnh này, hiện trường tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, ánh mắt tỏ ra đầy vẻ kinh ngạc. Hành động nghi ngờ sẽ không đạt được thành công, nghi ngờ mọi thứ sẽ không hiệu quả. Lão già biểu lộ lạnh nhạt, mở miệng nói, tôi nếu đã đến đây rồi, thì hoàn toàn chắc chắn là sẽ thành công. Hôm nay tất cả mọi người ở đây, đều phải chết, không kẻ nào thoát được đâu. Vừa nói xong, lão già liền ra tay, phất ống tay áo lên, một lực lượng kinh khủng phóng ra, lập tức giết liền mười mấy người, hiện trường máu rơi như mưa. Trong số đó, tất nhiên có cả người tướng quân kia rồi. Mọi người xem lại, tướng quân đã chết, nháo nhào bị dọa đến hạ vũ khí xuống, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chống lại luật pháp, chính là đi đường dài mà không có ngựa, muốn qua sông mà không có thuyền. Lão già lại cương trực công chính, trầm giọng nói các người vì lợi ích cá nhân, hại rất nhiều gia đình vợ con ly tán, tội ác tày trời, những chuyện phạm pháp trước đây, tội lỗi đáng chém, hôm nay tôi chỉ là chấp pháp mà thôi. Đừng mà, chúng tôi chỉ là bị tướng quân mê hoặc, van xin ông tha cho chúng tôi một mạng đi. Đúng vậy đó, chúng tôi chỉ là những người bình thường, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh nên mới làm ra loại chuyện đó, đừng có giết chúng tôi mà. Xin tha mạng, chỉ cần ông thả chúng tôi cam đoan từ nay về sau sẽ không tái phạm nữa. Tội của chúng tôi, ở các nước đều không tính là tội chết, ông không thể giết nhóm chúng tôi được. Khi bỏ vũ khí xuống, chúng tôi cũng chỉ là người bình thường thôi, chúng tôi có vợ có con, van xin ông rủ lòng thương cho chúng tôi với. Một đám người vì mạng sống, ồn ào mở miệng cầu xin tha thứ, có người sợ đến khóc ra nước mắt. Cai trị đất nước không nghiêm khắc thì con người sẽ nằm ngoài vòng pháp luật. Lão già nghiêm túc nói, mà người lập ra pháp luật là cực kỳ quan trọng, chỉ khi luật pháp quan trọng, thì đất nước đó mới trở thành cường quốc được. Nói xong, trong mắt lão già lóe lên một vẻ hung dữ, từ trong ngực lấy ra một cuốn sách cổ xưa, ném lên giữa trời. Vù! Ngay lập tức, cuốn sách cổ xưa liền phóng ra một luồng khí tức cường đại, bao phủ toàn hiện trường. Gần như ngay lập tức, mấy ngàn người tại hiện trường, bất kể già hay trẻ, nam hay nữ, toàn bộ đều chết hết, không một ai sống sót. Sau khi xóa sổ những người đó, cuốn sách cổ lơ lửng giữa không trung liền phát ra ánh sáng rực rỡ, hiện ra ba chữ mạ vàng lớn, sách thương quân. Đúng vậy, cuốn sách này, chính là sách thương quân, mà cái lão già trên 80 tuổi này, chính xác là đệ tử của quỷ cốc, thương ưởng. Cái gọi là một hình phạt, thì không có thứ bậc. Một khi phạm pháp chắc chắn phải chết.
khuôn mặt Thương Uổng lạnh lùng liếc nhìn thi thể xung quanh, trong mắt không một chút thương hại. Sau đó, ông ấy ngẩng đầu đi về phía trời xanh, trong mắt lộ ra một vẻ nhớ nhung, Tổ Long, ông và tôi vốn không phải quân thần cùng thời đại, nhưng ông lại là người mà tôi kính nể nhất. Tổ Long xuất thế, hoành hành quét ngang trời đất, thống nhất Cửu Châu 9 đơn vị hành chính của nước Hoa thời xưa định đoạt càn khôn. Ông, không hổ là hoàng đế thiên cổ đệ nhất, Thương Ương tôi, đời đời kiếp kiếp, cam tâm tình nguyện làm thần tử của ông. Năm đó, ông từng hạ lệnh, chuẩn tiên đế không được xuất hiện, sư tôn Huyền Vi chân nhân đã từng dặn dò tôi, có thể nửa năm sau linh khí sẽ được khôi phục, nếu như không có chuẩn tiên đế, chắc chắn không làm được chuyện này rồi. Ánh mắt Thương Ương kiên định nói, công trạng như núi xanh, mình như cây tùng bách, vĩnh viễn không bao giờ tách rời nhau. Tổ Long, tôi vì chuyện của thiên hạ, vì ông mà bảo vệ tinh vực, cho dù tôi chết, thì có sao chứ? Còn những tiên đế ngoại vực kia, năm đó tôi nghe theo thánh lệnh của Tổ Long, khi các ông đến trái đất, lựa chọn ẩn nấp, đây là chuyện đáng tiếc nhất trên đời. Nửa năm sau, hãy cho tôi thấy sức mạnh thật sự của các ông đi. Nghĩ đến đây, Thương Ưởng liền nhẹ đưa tay, xách Thương Quân Tán đi luồng ánh sáng, chui vào trong cơ thể ông ấy. Sau đó, Thương Ưởng cơ thể lập lòe, nhanh chóng rời đi, hiện trường chỉ để lại một đống xác chất đầy. Điều đáng nói chính là, khuôn mặt Thương Ương này, Tô Thương vô cùng quen thuộc. Chấm chấm chấm. Cùng một thời gian, vùng núi hoang dã, mặt trời lặn ánh chiều tà, quả đậu cành cây kêu lên thảm thiết lạ thường. Nơi đây xung quanh toàn là nấm mồ, cát bụi đầy trời. Bỗng nhiên, một bàn tay to đầy máu thò ra từ một ngôi mộ kín đáo, khiến bầy quạ sợ hãi tung cánh bay về phía mặt trời lặn. Đùng! Sau một giây, lại có thêm một cánh tay nhô ra. Ngay sau đó, lại có một người đàn ông vác theo trường kích, từ trong nấm mồ bò lên. Người đàn ông mặc chiến bào cũ nát, cầm trong tay phá thiên kích, đứng sững sờ tại chỗ, ánh mắt cực kỳ trống rỗng. Mình là ai? Người đàn ông nhíu mày, trầm tư, một lát sau, trong mắt đột nhiên toát ra một vẻ hung hăng sắc bén. Mình là Bạch Khởi, sát thần Bạch Khởi, cũng chính là thanh kiếm bất khả chiến bại trong tay Tổ Long, phụng mệnh Tổ Long, bảo vệ cho trái đất. Sau khi nói một mình, người đàn ông cầm trong tay cây phá thiên kích, lập tức phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa. Thương Ưởng, Bạch Khởi, toàn bộ đều đã tỉnh lại rồi, cũng vì chuẩn bị cho việc khôi phục linh khí nửa năm sau. Chấm chấm chấm. Lúc này, núi Côn Luân, Tô Thương hai mắt nhắm lại, ngồi khoanh chân, vẫn đắm chìm trong tu luyện, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Mấy ngày trước, Tô Thương đã trúc cơ thành công, giờ phút này đang hấp thụ hạ phẩm linh thạch. Miễn là có nhiều linh thạch, đột phá chắc chắn thành công. Lúc này, Tô Thương đã đặt chân đến trúc cơ trung kỳ, đang hướng tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Nếu không có gì thay đổi, chỉ cần mấy ngày là anh sẽ thành công đặt chân đến trúc cơ hậu kỳ rồi. Đến lúc đó cần dừng lại một lúc, luyện chế một số đan dược, bồi dưỡng cơ thể. Cảnh giới tất nhiên quan trọng, nhưng nếu dựa vào sức mạnh của cơ thể nữa, thì có thể nghiền ép người cùng cảnh giới, thậm chí vượt cấp chiến đấu. Trước đây, dược tài thiếu thốn thì không nói, còn bây giờ, Tô Thương nắm dược rất nhiều dược liệu cổ, tất nhiên muốn tăng cường bồi dưỡng cơ thể mình. Trừ chuyện đó ra, còn phải tu luyện bí thuật, tăng cường thủ đoạn chiến đấu. Không như Thủy Long Thuật, rõ ràng đã không phù hợp để sử dụng lại, chỉ Xích Thiên Nhai cũng nên tấn cấp hơn. Còn về Bách Thế Luân Hồi Quyền, lúc trước Tô Thương chỉ là tùy ý sáng tạo ra, cũng không chuyên tâm nghiên cứu. Vừa nhân cơ hội đang bế quan, tinh chế thêm một chút ý cảnh của Bách Thế Luân Hồi Quyền. Ý cảnh này không chỉ có thể dùng trên quyền pháp, nếu dung hợp cùng với kiếm, sẽ càng có thêm sức mạnh kinh khủng. Còn nữa, Tô Thương cũng định nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về chìa khóa của Đông Phủ mà anh đã lấy được trước đây. Tháp hư không đã có tầng thứ tư và tầng thứ năm rồi, cũng nên nối liền nó lại. Bây giờ tháp hư không chỉ có ba tầng, nếu tăng thêm hai tầng nữa thì uy lực chắc chắn tăng lên rất nhiều. Trừ cái đó ra, còn có kiếm thương khung. Kiếm thương khung cũng không phải thứ đơn giản, Tô Thương càng dùng càng hiểu, càng cảm thấy kiếm này thần bí khó lường. Nếu không phải là vũ khí thượng phẩm cấp cao nhất thì cũng tính là vũ khí thượng phẩm siêu việt nhất. Chỉ có điều khi sử dụng phải chịu tổn hại,
vì thế chỉ có được uy lực của thượng phẩm, nếu như có thể sửa chữa lại, nói không chừng lại biến thành cực phẩm, đến lúc đó lá bài tẩy của mình lại tăng lên một cái nữa. Sau khi giải quyết được vấn đề của những chí bảo này, Tô Thương còn định luyện chế một số phù lục. Bây giờ anh cũng có rất nhiều đá năng lượng rồi, còn có một viên đá hồng vân, hai viên đá tinh luyện của Thái Sơn, hoàn toàn đầy đủ những thứ cần thiết cho việc luyện chế, hơn nữa sau khi dùng cũng còn lại rất nhiều. Sau đó có thể làm ra mấy cái phù lục, một khi mở ra, có thể tàn sát cảnh giới nguyên anh, dùng để giữ tính mạng, hoặc là uy hiếp cường địch ngoại vực. Tóm lại, chuyện mà Tô Thương cần phải làm rất nhiều. Từ khi trọng sinh đến nay, thời gian chỉ mới khoảng chừng một quý, anh vẫn luôn bộn bề công việc, chưa bao giờ bế quan. Bây giờ cuối cùng có thể dừng lại. Tô Thương nhân cơ hội này, tổng kết lại một chút, sắp xếp tất cả mọi chuyện ổn thỏa. Nửa năm sau, linh khí khôi phục. Tô Thương trong mắt lóe lên một tia sáng, đã dự tính trước mọi việc, thời gian đủ rồi, đợi mình xuất quan, thì không có ai ngăn cản được bước chân của mình. Đến bây giờ, tiếp tục bế quan. Tô Thương nghiêm túc yên tĩnh lại, trong thế giới của anh, tất cả đều đang đứng im, bao gồm cả anh cũng thế. Có điều, người luyện võ và người tu chân bên ngoài, bước chân không hề dừng lại, vẫn luôn khua chuông gõ mõ tranh giành tư nguyên. Môn chủ Vương Trọng Vân Thiên Cơ Môn, sau khi lấy được phá chân đan mà Tây Môn Phong Vân đưa đến, ngày thứ hai liền đặt chân đến cảnh giới võ tôn. Bởi vì bản thân đang ở núi Võ Đang, được trời ưu ái, tốc độ tu luyện của ông ấy tiến triển cực nhanh. Những viên phá chân đan còn lại, Vương Trọng Vân giữ lại 3 viên, số còn lại đưa cho những tông phái nổi tiếng của giới luyện võ. Đồng thời cũng tuyên bố rõ ràng, phá chân đan là do minh chủ Tô Thương ban tặng, để tạo ấn tượng tốt cho Tô Thương với mọi người. Tất nhiên, Vương Trọng Vân không ngốc, chắc chắn cũng tính toán kỹ, hễ là những tông phái nào năm đó tham gia tiêu diệt nhà họ Tô ở núi Côn Luân thì ông ấy không thèm để ý đến. Vùng núi Tế Trời, vì có hai võ tôn là Thạch Hạo Hãn và Thạch Cửu Thiên, nên vẫn là thế lực đẳng cấp của giới luyện võ. Nhất là quan hệ của Thái Sơn với minh chủ Tô Thương, càng thêm vững chắc địa vị của Thái Sơn trong giới luyện võ. Quan trọng nhất chính là, khi Thạch Hạo Hãn nhận được tẩy rửa của Kim Quang, từ đó đặt chân đến cảnh giới võ tôn. Mười mấy ngày nay, ông ấy bằng kinh nghiệm nhiều năm tích lũy của mình, đã tiến thêm một bước. Còn về Thạch Cửu Thiên, thiên phú của anh ấy vô cùng khủng khiếp, thậm chí còn siêu việt hơn cả ông nội Thạch Hạo Hãn. Có điều dù sao thì Thạch Cửu Thiên cũng là một bước lên trời, không có nhiều kinh nghiệm tích lũy, vì thế vẫn là võ tôn sơ kỳ. Anh ấy cũng không vội vàng tấn cấp, từ từ bồi dưỡng, từng bước một, như thế con đường phía trước mới có thể vững vàng được. Còn vùng núi giữa núi và biển, vì thực lực của ông già ở Lao Sơn tăng lên dữ dội, vị trí ba thế lực cao cấp nhất của giới luyện võ, tất nhiên không thể lung lay. Mấy ngày trước, ông già Lao Sơn đi Thiên Cơ Môn, muốn khiêu chiến Vương Trọng Vân. Có điều khi đó, Vương Trọng Vân vẫn chưa đặt chân đến cảnh giới võ tôn. Ông ta liền không ra tay mà nhún người rời đi. Ông già Lao Sơn biết, đối thủ của mình không phải Vương Trọng Vân, muốn cướp đi danh xưng thiên hạ đệ nhất võ đang, thì bản thân mình phải chiến thắng lão môn chủ Vương Dương Minh. Nhưng Dương Dương Minh từ đầu đến cuối vẫn không xuất hiện, ông già Lao Sơn đành phải trở lại vùng đất giữa núi và biển để tiếp tục chờ đợi. Hơn nữa giới luyện võ biến đổi chỉ là mới bắt đầu, ông ta cũng cần xử lý nhiều chuyện. Tóm lại, cuối cùng giới luyện võ bây giờ không còn là một vùng nước đọng nữa rồi, ngược lại là sức sống tràn trề. Kiếm thần, người cũng như tên, vũ khí mà anh ta am hiểu nhất chính là kiếm, mà gia tộc Đông Phương chính là như vậy, trong tộc cất giữ rất nhiều loại kiếm nổi tiếng. Kiếm thương khung ở trong tay của Tô Thương cũng là một trong số đó, nó được ông chủ Đông Phương Diệu của gia tộc Đông Phương lén đưa cho con riêng của mình là Trương Trường Sinh, sau đó lại bị Tô Thương cướp đi. Ngoại trừ kiếm thương khung ra, gia tộc Đông Phương còn có mấy thanh kiếm tuyệt hảo nữa, bởi vậy, kiếm thần mới chọn gia tộc Đông Phương. Dựa vào thực lực của kiếm thần thì những người trong gia tộc Đông Phương đương nhiên không có cách gì chống trả lại được, thế là đành lựa chọn khuất phục theo. Từ đó về sau, kiếm thần trở thành người cầm quyền chân chính của gia tộc Đông Phương. Mà gia tộc Đông Phương cũng trở thành chó săn của ngoại vực, trở thành cánh tay đắc lực của ngoại vực. Mấy ngày trước, ông chủ Đông Phương Diệu của gia tộc Đông Phương nhận mệnh lệnh của kiếm thần,
triệu tập 9 đại cổ tộc khác, cùng họp bàn về chuyện của giới luyện võ. Mà địa điểm tổ chức hội nghị chính là ở ngay gia tộc Đông Phương. Thế là giờ này phút này, ở gia tộc Đông Phương đã tụ tập đông đủ ông chủ của 9 đại cổ tộc khác, cùng với mười mấy người tu chân cảnh giới giả đan. Mọi người, chuyện giới luyện võ cải biến, ắt hẳn mọi người đều đã nghe nói rồi, tình thế của thập đại cổ tộc chúng ta càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Lúc này, Đông Phương Diệu ở vị trí chủ trì sắc mặt nghiêm trọng nói, thập đại cổ tộc chúng ta thống trị thế giới đã mấy ngàn năm. Vốn dĩ hệ thống luyện võ mới xuất hiện kia ở trong mắt chúng ta là cái đồ yếu ớt chẳng chịu nổi một đòn, cho nên chúng ta cũng không hề để ý đến. Trăm ngàn năm qua, chúng ta đã nô dịch các tông phái lớn của giới luyện võ theo từng đợt. Đông Phương Diệu nói tiếp, nhưng bây giờ, hệ thống giới luyện võ xuất hiện chuyển biến, đột nhiên lại có thêm cảnh giới võ tôn, thậm chí có không ít người đã được cảnh giới võ tôn. Mà thập đại cổ tộc chúng ta, lại không có người nào tấn cấp được lên cảnh giới kết đan chân chính, cứ kéo dài như vậy, chỉ sợ người bị nô dịch sẽ chính là thập đại cổ tộc chúng ta. Đông Phương Diệu nhìn quanh tất cả mọi người có mặt ở đó, lo lắng nói, mọi người có cách gì để đối phó không? Ông chủ Đông Phương, ông lo lắng quá rồi. Vừa dứt lời thì có một người đàn ông trung niên ngồi ở bên cạnh mở miệng nói, cảnh giới võ tôn thôi mà, cổ tộc chúng ta cũng có cảnh giới giả đan, có thể đối phó lại, không cần khủng hoảng như vậy đâu. Người này mặc một chiếc áo xanh, tay cầm quạt, khí nhất nho nhã vô cùng. Đây chính là ông chủ của nhà thượng quan thuộc một trong 10 cổ tộc, thượng quan Vô Ngần. Ông chủ thượng quan nói vậy là sai rồi. Đông Phương Diệu lắc đầu, sau đó nghiêm túc nói cảnh giới giả đan quả thực có thể đối đầu với cảnh giới võ tôn, nhưng trên cảnh giới võ tôn của hệ thống luyện võ còn có võ thánh, mà hệ thống tu chân của chúng ta lại không có cách gì tấn cấp lên cảnh giới nguyên anh. Cứ như vậy mà phát triển tiếp thì không bao lâu nữa, giới luyện võ liền cưỡi được lên đầu chúng ta rồi. Cảnh giới võ thánh sao? Thượng quan Vô Ngần khẽ cười nói, giới luyện võ sau khi mở ra cảnh giới mới, xưa này chưa có ai đi qua, trong thế giới luyện võ này, khó có thể tưởng tượng làm sao để có thể sinh ra được một vị võ thánh, mấy chục năm, mấy trăm năm, e rằng cũng sẽ không có võ thánh xuất hiện. Mà dựa theo tin tức mà tôi biết thì hệ thống tu chân của chúng ta sau nửa năm sẽ có một lần chuyển biến, đến lúc đó các hiện tượng lạ sẽ biến mất. Thượng quan Vô Ngần cười nói, dựa vào sự tích lũy mất ngàn năm của thập đại cổ tộc chúng ta, trong thời gian ngắn để xuất hiện được Nguyên Anh chắc là không khó nhỉ. Tình hình của mọi người thì tôi không biết nhưng lão tổ của nhà chúng tôi đã là cảnh giới giả đan cửu chuyển rồi, nếu như không còn sự trói buộc của trời đất nữa, ông ấy không quá 3 ngày thì đã có thể trở thành kết đan đỉnh phong chân chính, thậm chí còn có cơ hội xông thẳng đến cảnh giới Nguyên Anh, cũng không mất quá 10 ngày. Hoặc nhiều nhất 10 năm thì ắt hẳn sẽ là ở cảnh giới Nguyên Anh rồi. Thượng quan Vô Ngần nói tiếp, cho nên, sự lo lắng của ông chủ Đông Phương theo như tôi thấy thì hoàn toàn không cần thiết, mặc cho những người luyện võ kia có dãy dụa thế nào thì thiên hạ trong tương lai cuối cùng vẫn là thuộc về người tu chân chúng ta mà thôi. Không sai, lời của ông chủ thượng quan có lý, lão tổ nhà tôi cũng có tự tin trong một thời gian ngắn sẽ đạt được cảnh giới Nguyên Anh. Tôi cũng có nghe nói vài tin tức, nửa năm sau linh khí của trái đất sẽ khôi phục lại, thanh tẩy hết những hiện tượng lạ kia, chúng ta quả thực không cần phải buồn lo vô cớ như vậy. Giới luyện võ đã cải biến rồi, cũng đến lúc linh khí được khôi phục lại, cứ nhẫn nhịn nhìn giới luyện võ ngày càng hưng thịnh đi, chúng ta cũng không cần lo lắng, bọn họ phách lối không được bao lâu đâu. Những ông chủ của các cổ tộc khác cũng gật đầu tán thành những lời của Thượng quan Vô Ngần nói. Nhưng mà, sắc mặt của đám người Nam Cung giận, Hạ Hầu Ấn lại trầm lại. Gia tộc Nam Cung và gia tộc Hạ Hầu cũng giống như gia tộc Đông Phương sớm đã thần phục ngoại vực. Lần này bọn họ tới là mang theo nhiệm vụ bên mình, nhất định phải khiến cho thập đại cổ tộc liên hợp lại với nhau đối phó với giới luyện võ. Bây giờ nghe thấy những lời của các ông chủ của các cổ tộc khác nói, sắc mặt bọn họ đương nhiên nhìn không được tốt rồi. Nửa năm sau. Linh khí sẽ hồi phục lại sao? Lúc này, Nam Cung giận thản nhiên nói, mấy người nghe tin này từ đâu vậy? Từ hơn 2.000 năm trước, sau khi 3 vị đại tiên đế của ngoại vực đến quấy nhiễu trái đất thì linh khí của trái đất đã bắt đầu khô kiệt rồi. Nam Cung giận nghiêm túc nói, bao nhiêu năm trôi qua rồi, linh khí cũng trái đất càng ngày càng khô kiệt,
thì làm sao nửa năm sau lại có thể khôi phục lại chứ, đúng là lời nói vô căn cứ. Không sai. Hạ Hầu Ấn cũng gật đầu nói, chúng ta không thể đem tất cả hy vọng đặt lên một chuyện chưa rõ thực hư như vậy, nhất định trước khi giới luyện võ quật khởi thì phải bóp chết nó, như vậy thì mới có thể giữ vững vị trí của thập đại cổ tộc ở trái đất được. Tôi đồng ý. Tôi cũng đồng ý, quả thực nên như vậy, sớm bóp chết thì mới là lựa chọn sáng suốt. Trong thập đại cổ tộc, hai gia tộc hiếu chiến mở miệng nói, công nhận lời đề nghị của Nam Cung Dận và Hạ Hầu Ấn. Nam Cung Dận, Hạ Hầu Ấn, hai ông làm sao có thể xác định nửa năm sau linh khí ở trái đất sẽ khôi phục lại là điều vô căn cứ chứ? Lúc này, Tây Lạc Diệp vẫn luôn im lặng mở miệng nói, mười mấy ngày trước mấy người các ông cũng có người cho rằng giới luyện võ sẽ không thể cải biến được. Nhưng kết quả thì sao, Tề Thiếu Gia vẫn thành công khởi động cải biến giới luyện võ rồi, theo như tôi thấy, linh khí khôi phục lại là chuyện có thật. Tây Lạc Diệp vuốt vuốt râu khẽ cười nói, nói không chừng còn là do chính tay Tô Thiếu Gia khởi động đó, đến lúc đó, thì đúng là thời hoàng kim của trái đất rồi. Tây Lạc Diệp, ông im miệng đi. Nam Cung Dận nghe đến lời này, lập tức nhìn chăm chú vào Tây Lạc Diệp, lạnh giọng nói, ngày đó nếu như không phải ông đem người tới cản thì hậu nhân nhà họ Tô sao có thể khởi động cải biến giới luyện võ chứ? Giới luyện võ có được cục diện như ngày hôm nay toàn là do công lao của nhà họ Tây mấy người, hừ, là nhà họ Tây của ông, hại cho cổ tộc chúng ta phải chịu bị động thế này, ông có biết tội của mình chưa? Nam Cung Dận chất phất nói. Tội. Tây Lạc Diệp đứng lên, hỏi ngược lại, giới luyện võ cũng thuộc hệ thống chính thống của trái đất, kẻ thù của chúng ta là ngoại vực, giới luyện võ cải biến thành công, cổ võ quật khởi, thực lực của cả trái đất được nâng cao, thì nhà họ Tây tôi có tội gì chứ? Nếu như nhà họ Tây của tôi thật đúng như lời ông nói thì nhà họ Tây tôi đóng vai trò then chốt trong việc cải biến giới luyện võ rồi, vậy thì đúng là vinh quang của nhà họ Tây tôi rồi. Tây Lạc Diệp lạnh lùng nói, hội nghị cổ tộc này, mấy người cứ tiếp tục, nhà họ Tây của tôi không tham gia nữa. Nói xong, Tây Lạc Diệp liền chuẩn bị rời đi. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được. Thượng quan Vô Ngần nghe vậy, sầm mặt lại, đứng dậy nói, các ông muốn ra tay thì các ông cứ đi, còn gia tộc thượng quan của tôi cũng không tham gia. Tiếp theo đó, Thượng quan Vô Ngần cũng tỏ rõ thái độ, cùng một phe với Tây Lạc Diệp. Sau đó, lại có hai gia tộc, đứng sang bên cạnh Thượng quan Vô Ngần và Tây Lạc Diệp, tuy không mở miệng nhưng ý tứ đã rõ ràng. Một đoàn bốn người liền dẫn theo đám cao thủ giả đan trong gia tộc của mình rời khỏi phòng hội nghị. Chính ngay lúc này, một thanh niên mang một thanh kiếm gãy sau lưng đứng ngay cửa, chặn đường bọn họ lại. Người thanh niên này rút thanh kiếm ra, giơ ra trước người mình, nhìn về phía đám người Tây Lạc Diệp, giọng điệu hờ hững nói, các người, đều ở lại đi. Người đàn ông mang thanh kiếm sau lưng này chính là một trong các cao thủ ngoại vực, kiếm thần. Anh ta bây giờ đang là cảnh giới kết đan đỉnh phong, thực lực thâm sâu khó lường, thanh kiếm gãy trong tay của anh ta ẩn chứa uy thế của đế khí. Cũng bởi vì như vậy, kiếm thần mới có thể tránh được các hiện tượng lạ, dựa vào thực lực kết đan đỉnh phong mà tung hoành ở trái đất. Nhưng mà, thanh kiếm gãy này đương nhiên không phải là đế khí chân chính, chỉ là được khắc vào một mảnh vỡ của đế khí mà thôi. Nhưng dù vậy thì thanh kiếm gãy này cũng có uy lực không thể xem thường. Kiếm thần đại nhân, Đông Phương Diệu, Nam Cung Dận, Hạ Hầu Ấn, ba người nhìn thấy kiếm thần, liền nhao nhao đứng dậy hành lễ. Trong mắt tràn đầy sự cung kính, không dám có chút vô lễ nào. 100 năm trước, kiếm thần đã đến trái đất, sau khi Tô Vô Kỵ biến mất, anh ta liền chiếm cứ gia tộc Đông Phương, biểu hiện ra sức mạnh kinh người. Cho dù là cao thủ giả đan lục chuyển của gia tộc Đông Phương ra mặt thì cũng không có cách gì chống trả lại được kiếm thần. Mọi người đều nói giả đan lục chuyển có thể so sánh được với kết đan đỉnh phong. Nhưng người biết rõ chân tướng đều biết đó chỉ là một lời nói vô căn cứ mà thôi. Sự cường mạnh của kết đan vĩnh viễn không phải là thứ giả đan có thể so sánh được, huống chi kiếm thần cũng không phải là cao thủ kết đan đỉnh phong bình thường. Anh ta đã là người tu chân cảnh giới hóa thần rồi, bất luận là thủ đoạn chiến đấu hay là kinh nghiệm chiến đấu đều vượt xa cao thủ kết đan đỉnh phong thường thấy. Liên quan đến sự cường đại của kiếm thần, các ông chủ của các gia tộc khác có thể không rõ. Nhưng trong lòng Đông Phương Diệu lại rất biết rõ cho nên ông ta đương nhiên rất là kính sợ đối phương.
Nam Cung Dận và Hạ Hầu Ấn, ở trong mỗi nhà cũng có một cao thủ ngoại vực, đương nhiên cũng không lạ ra gì thủ đoạn của đối phương. Kiếm thần đại nhân. Tây Lạc Diệp nhìn sang kiếm thần, khẽ nhíu mày nói, cậu là ai? Trong lòng ông ấy có chút dự cảm không tốt, ngay cả ba người Đông Phương Diệu mà còn cung kính như vậy, thì người này đương nhiên không đơn giản rồi. Thượng quan Vô Ngần cùng với các ông chủ của các gia tộc cùng chiến tuyến với ông ta cũng cảm thấy như vậy, bọn họ cảnh giác chăm chú nhìn kiếm thần, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý chiến đấu. Tôi tên là kiếm thần, đến từ ngoại vực. Kiếm thần nhếch miệng lên cười, sau đó lạnh lùng nói, hôm nay, mọi người chỉ có một lựa chọn duy nhất là liên hợp lại với nhau chống lại giới luyện võ, như vậy mới có một con đường sống, nếu không, thì phải chết. Ngoại vực. Tây Lạc Diệp nghe đến lời này, sắc mặt lập tức đại biến, lẩm bẩm nói, nghe nói 100 năm trước, có 4 cao thủ ngoại vực đã đến trái đất, cậu chính là một trong số đó sao? Không sai, kiếm thần thản nhiên nói. Điều này không thể nào. Thượng quan Vô Ngần lắc đầu, không tin nói, 4 cao thủ ngoại vực năm đó không phải đều bị Tô Vô Kỵ đánh bại hết rồi sao? Tô Vô Kỵ. Kiếm thần lại cười nhạo nói, ha ha ha. Dựa vào ông ta sao, còn có lá gan giết tôi sao? Cho dù là vị đại nhân vật thông thiên ở sau lưng ông ta cũng không dám tùy tiện giết chết 4 người chúng tôi. Kiếm thần không có chút kiêng dè nói, mặc dù ông ta là tiên đế nhưng phía sau lưng chúng tôi lại có đến 3 vị tiên đế. Lúc đầu, tôi chỉ nhắc đến 3 vị tiên đế sau lưng mình mà uy hiếp một câu thôi đã khiến cho Tô Vô Kỵ và vị đại nhân vật thông thiên kia khiếp sợ. Không dám ra tay dế tê chết 4 người chúng tôi. Chẳng qua tên tiên đế đó ra tay làm suy yếu đi cảnh giới của 4 người chúng tôi, để chúng tôi trở về làm kết đan mà thôi. Kiếm thần cầm thanh kiếm gãy trong tay, nói tiếp Tô Vô Kỵ quả thực cũng kinh tài tuyệt diễm, ông ta vậy mà chỉ dựa vào sức một mình ông ta đánh bại được 4 cao thủ kết đan đỉnh phong chúng tôi, có dáng vẻ để trở thành tiên đế, e là lúc tiên đế còn trẻ cũng không có cách gì ngăn chặn được 4 người chúng tôi. Vậy mà Tô Vô Kỵ lại làm được, thực sự cũng khá khủng bố. Nhưng như vậy thì sao chứ, ông ta vẫn không dám giết chúng tôi, chính là vì ông ta kiêng kỵ 3 vị tiên đế sau lưng chúng tôi, thế là đành thả chúng tôi ra. Kiếm thần khẽ cười nói, Tô Vô Kỵ cũng quá cứng đầu rồi, không biết thời thế, nếu như ông ta theo ông chủ Bạch Ngọc tiên đế của tôi, thì át hẳn có thể thành đứa con cưng của trời đất, tương lai không xa ít nhất cũng đạt được thành tựu chuẩn đế. Nhưng đáng tiếc, ông ta lại lựa chọn đối đầu với chúng tôi, thậm chí còn vì một vụ cá cược mà từ bỏ cả sinh mạng của mình, thật khiến người ta tiếc hận mà. Kiếm thần lắc đầu, cảm thấy đáng tiếc thay cho Tô Vô Kỵ, sau đó lại nói, trái đất mất đi tệ về kỵ, vị đại nhân vật thông thiên kia đã thua cuộc, cũng rời khỏi trái đất, từ đó về sau, trái đất cũng không còn ai có thể trở thành mối uy hiếp của 4 người chúng tôi. Nếu như không phải 3 vị tiên đế kia có lệnh, căn dặn chúng tôi đợi thêm 100 năm nữa thì trái đất sớm đã bị 4 người chúng tôi thống trị rồi. Kiếm thần đổi giọng nói, nhưng mà, núi Côn Luân đột nhiên có biến, một trong 4 người chúng tôi có một người chiếm cứ núi Côn Luân, không lâu trước đó thế mà lại bị người ta giết chết rồi. Nếu như người trái đất mấy người đã muốn khơi mào chiến tranh, vậy thì không trách chúng tôi được. Kiếm thần cười đùa nói, nghe nói ở trái đất còn có một hệ thống tu luyện khác đã mở ra một cuộc cải biến. Ha ha, còn nữa rốt cuộc ở Côn Luân đã xuất hiện người nào mà có thể giết chết được Lục Quân Đình? Trước khi làm rõ hết những chuyện này thì 3 người chúng tôi sẽ không ra tay, chỉ đành để mấy người cổ tộc các người đi tìm hiểu trước đã. Kiếm thần thẳng thắn nói. Anh ta cũng không nói vòng vo, mà trực tiếp nói cho Tây Lạc Diệp biết mục đích của mình. Khơi mào cuộc chiến giữa cổ tộc và giới luyện võ chính là một cuộc thăm dò của anh ta. Anh ta nhân cơ hội này tìm hiểu xem giới luyện võ đã phát triển đến đâu rồi, đồng thời cũng tìm hiểu được kẻ nào đã giết chết Lục Quân Đình. Thì ra là vậy. Tây Lạc Diệp nghe hiểu cả rồi, sau đó ông ấy lại nhìn sang Đông Phương Diệu, trầm giọng nói, Đông Phương Diệu, kiếm thần sao lại ở đây, mục đích của cậu ta, ông sớm đã biết rồi đúng không? Tôi cần một lời giải thích. Anh Lạc Diệp, cái này cần gì phải giải thích nữa, còn chưa nhìn ra sao? Gia tộc Đông Phương đã trở thành chó săn của ngoại vực rồi. Thượng quan Vô Ngần ở bên cạnh đáp lại, sau đó nhìn chăm chú Đông Phương Diệu, lạnh lùng nói, có phải không, ông chủ Đông Phương? Thế thì làm sao hả? Đông Phương Diệu không hề để ý,
lạnh lùng nói, chuyện đã đến nước này, tôi cũng không định giấu nữa, 100 năm trước, gia tộc Đông Phương đã quy thuận ngoại vực rồi. Nhưng mà có một từ e là ông dùng sai rồi, gia tộc Đông Phương không phải là chó săn, chỉ là chúng tôi biết thức thời mà thôi. Đông Phương Diệu lấy làm tự hào cười nói, đợi Kiếm Thần đại nhân và các vị đại nhân khác đoạt được thiên hạ rồi, thì gia tộc Đông Phương của tôi ắt hẳn có thể bước lên cao một tầng cao mới, vinh quang sáng lạng. Vinh quang sáng lạng. Tây Lạc Diệp nghe vậy, không hề khách khí, châm chọc nói, ha ha, Đông Phương Diệu, ông lại nói ngược rồi sao? Nếu như tổ tiên của gia tộc Đông Phương biết được gia tộc Đông Phương của mấy người đã đầu phục ngoại vực, sợ rằng sẽ tức đến mức bật cả nắp quan tài mà leo ra ngoài mất. Im miệng. Đông Phương Diệu thẹn quá hóa giận, ánh mắt sắc nhọn nói, tiền bối Kiếm Thần, tên Tây Lạc Diệp này chắc chắn sẽ không quy phục cậu đâu, xin cậu ra tay giết chết ông ta, để mà răn đe những người khác. Hử. Kiếm Thần lại nhíu mày, không hài lòng nói, từ khi nào mà tôi làm việc phải cần ông khoa tay múa chân vậy hả? Tiểu nhân không dám, tiểu nhân biết sai rồi. Đông Phương Diệu vội vàng cúi thấp đầu xuống, thấp thỏm lo lắng nói. Bớt nói lại. Kiếm Thần khiển trách Đông Phương Diệu xong thì lại nhìn sang Tây Lạc Diệp, lạnh giọng nói, ông đến từ nhà họ Tây của cổ tộc, lão tổ trong nhà ông tên là Tây Giao, tôi có nghe nói đến, nghe đồn cô ấy xinh đẹp tao nhã, là một người đẹp từ xưa tới nay. Tôi mặc dù chưa từng gặp mặt cô ấy, nhưng đã ngưỡng mộ từ lâu, hôm nay nể mặt cô ấy, tôi cho nhà họ Tây thêm một cơ hội. Kiếm Thần cầm thanh kiếm gãy trong tay, sắc mặt ác độc nói, quy phục tôi hay là chết. Ha ha, ông nằm mơ à. Tây Lạc Diệp trượng nghĩa hào hùng nói, người khác lựa chọn như thế nào, tôi cũng mặc kệ, nhưng Tây Lạc Diệp tôi, thề sống thề chết cũng không làm chó săn, muốn giết thì cứ giết, muốn róc thịt thì cứ róc, tôi nhất định sẽ không kêu ca. Được, vậy tôi sẽ thành toàn cho ông. Kiếm Thần sáng lóe lên, sau đó không hề do dự. Thanh đoản kiếm trong tay liền hạ xuống. Keng! Trong chốc lát, một thanh gươm kèm với luồng khí kinh khủng phi ra, chém trực tiếp về phía Tây Lạc Diệp. Uy lực của kết đan đỉnh phong, lộ ra rất rõ rệt. Tây Lạc Diệp căn bản không có sức để phản kháng, trong chốc lát, đầu ông ta liền rớt xuống đất. Máu tươi chảy đầy ra ngoài. Hai tên cao thủ giả đan của nhà họ Tây thấy vậy, sắc mặt liền thay đổi. Thình thịch! Ngay sau đó, hai tên này liền quỳ xuống dưới mặt đất, sợ hãi quỳ lại Kiếm Thần. Tôi đồng ý phục tùng, mong Kiếm Thần đại nhân giơ cao đánh khẽ. Một mình Tây Lạc Diệp, cũng không thể thay mặt cho cả nhà họ Tây được, mong tiền bối Kiếm Thần bớt giận, tôi đồng ý sẽ thuyết phục lão tổ Tây Giao, để bà ta quy phục ngài ạ. Hai người này thủ đoạn của Kiếm Thần hù dọa sợ đến nỗi xương cốt mềm nhũn ra, đương nhiên sẽ không dám hống hách. Gia tộc thượng quan tôi cũng tình nguyện làm trâu làm bò cho Kiếm Thần đại nhân ạ. Thượng quan Vô Ngần thấy vậy, dưới sự suy nghĩ kỹ lưỡng, cuối cùng cũng lựa chọn thỏa hiệp. Ông ta đã nhìn ra, thực lực của Kiếm Thần, e là trong thiên hạ, không ai có thể là đối thủ của anh ta hết. Cho dù là giả đan cửu truyền, cũng không thể đấu với anh ta được. Ông ta cũng không quan tâm chuyện sống chết, nhưng còn mấy ngàn mạng sống của gia tộc thượng quan, thì ông ta không thể không để ý tới được. Thế nên ông ta đã lựa chọn phục tùng. Mấy ông chủ khác thấy vậy, nhìn nhau rối rít, và kết quả có thể đoán ra được, tất cả bọn họ đều quỳ xuống khuất phục. Rất tốt! Kiếm Thần thấy cảnh tượng này, hài lòng gật đầu, sau đó một tay co lại, 10 khế ước linh hồn liền bay lơ lửng giữa không trung. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 48.